Những ngày thiếu vắng Hà Lan là những ngày buồn tẻ. Tôi chẳng đi chơi đâu, suốt ngày tôi chúi mũi vào ôn tập. Ôn tập chán, tôi lục lọi rương sách ông tôi để lại, lôi truyện tàu ra đọc giải sầu. Truyện tàu chán ngắt, Trương Phi Hàn Tín chỉ mãi đánh nhau, chẳng yêu yết và mong nhớ như tôi. Trong cả kho sách của ông tôi chỉ chấm mỗi chuyện Phạm Lãi mê nàng Tây Thi giặt lụa. Chuyện Phạm Lãi an ủi tôi rất nhiều. Xa cách người yêu 20 năm, khi gặp lại, tóc đã hoa râm và lòng không thay đổi. Tôi chỉ xa cách Hà Lan hơn một tháng, lẽ nào mọi thứ đổi thay? Nghĩ vậy mặt tôi tươi lên được một chút. Nhưng tôi chỉ tươi được một ngày. Qua hôm sau, tôi lại lộ vẻ bồn chồn khắc khoải. Cô Thịnh hỏi tôi: Ngạn có chuyện gì buồn phải không? Tôi chối phắt: Ngạn có buồn gì đâu. Cô Thịnh nhìn sâu vào mắt tôi: Ngạn nói dối, cô biết Ngạn buồn. Câu nói của cô Thịnh khiến tôi phân vân quá thể. Tôi không biết có nên bày tỏ nỗi lòng với cô hay không. Mùa hè năm nay, cô Thịnh về nghỉ ở làng. Cô vừa thi đỗ tú tài 1, sang năm lên lớp 12. Lẽ ra năm nay cô vào đại học, nhưng năm ngoái cô thi rớt tú tài, phải học đúc thêm một năm lớp 11. Chị Nhường thi rớt 2 năm liên tiếp, nghỉ học luôn. Bác tôi cấp vốn cho chị ở lại thành phố, mở hàng vải. Sau bà tôi, cô Thịnh là người gần gũi với tôi nhất. Ngay từ bé, cô đã rất thương tôi. Cô chăm sóc tôi nhiều hơn so với những đứa cháu khác. Khi bà tôi mất, tôi nghĩ cô là người duy nhất mà tôi có thể tâm sự. Nhưng mọi chuyện không hoàn toàn như vậy. Càng lớn lên, cô Thịnh càng ít quan tâm đến tôi. Cô quan tâm đến những mộng ước vừa chớm nở của cô hơn. Những tháng năm cô đi học xa, khoảng cách giữa cô và tôi ngày càng lớn. Cô ít về làng. Những lần về, gặp tôi, cô chỉ khen tôi mau lớn. Ngoài ra cô chẳng nói gì hơn. Tôi cứ mong cô hỏi thăm về Hà Lan. Tôi sẽ có dịp tỉ tê với cô. Nhưng cô chẳng hỏi. Tôi không biết cô có còn nhớ tới Hà Lan là ai hay không. Tôi ngờ rằng cô đã quên. Và tôi bàng hoàng nhận ra rằng cô không thể nào thay thế được bà. Bà là duy nhất. Bà mất, tôi bơ vơ. Nếu cô Thịnh thực sự đã quên Hà Lan, tôi buồn lòng ghê gớm. Nhưng tôi sẽ không trách cô. Tôi đủ lớn để hiểu rằng mỗi năm thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác. Tuổi ấu thơ chỉ có mỗi một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời. Bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ. Làm sao người chẳng quên người. Tôi không trách cô Thịnh, nhưng tôi cũng chẳng buồn thổ lộ với cô những điều thầm kín của tôi. Điều trước đây tôi hằng mong mỏi. Trước sự dò hỏi của cô, tôi tìm cách chối quanh. Ngạn không buồn tại Ngạn lo đấy thôi. Ngạn lo gì? Ngạn lo ra thành phố học, Ngạn sẽ đứng bếp lớp. Cô Thịnh cười. Ngạn học giỏi mà sợ gì? Rồi cô trấn an tôi. Ở thành phố chỉ có một số ít học giỏi thôi, còn phần lớn thích ăn chơi hơn là thích học. Cô Thịnh tưởng tôi lo buồn về chuyện học thật. Cô say sưa truyền đạt kinh nghiệm học tập của cô cho tôi. Cô vừa đỗ tú tài nên giọng cô rất tự tin. Cô bảo tôi phải thức khuya đến mấy giờ, dậy sớm từ mấy giờ. Khi buồn ngủ phải nhúng đầu vào thau nước ra làm sao. Tôi ngồi nghe chán muốn chết. Tôi vốn ghét kiểu học gạo của bọn con gái, dù đó là kiểu học của cô tôi. Cô Thịnh chỉ bảo nhiệt tình nên tôi không dám bỏ đi, sợ cô buồn. Tôi ngồi nghe hờ hững và đợi cô nói xong là vội vàng tót ra cửa. Một tay cầm đàn, một tay lái xe, tôi trốn vào rừng sim. Ở đó có lá reo và chim hót. Ở đó có kỷ niệm. Tôi tha hồ thả hồn theo mây gió. Tôi tha hồ nhớ đến Hà Lan. Hà Lan thật tệ. Suốt một tháng trời ra thành phố, nó chỉ về thăm làng có mỗi một lần.
Lần nó về, trông nó lạ quắc. Lối ăn mặc dung dị ngày nào đã biến mất. Bây giờ nó mặc quần tây ống bó và chiếc áo tay phòng với đủ thứ thêu ren. Mái tóc của nó cũng được cắt ngắn, gọn gàng hơn, nhưng cũng kiểu cọ hơn. Mỗi khi nhớ đến mái tóc dài thường xõa tung trong gió thuở xưa, tôi cứ thở dài thường thượt, y như Nguyễn Bính ngày nào. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Chỉ có đôi mắt Hà Lan là không thay đổi, vẫn đẹp lạ lùng. Đôi mắt đó nhìn tôi, nói: chừng nào Ngạn mới đi? Khoảng 20 ngày nữa. Hà Lan khoe: chừng nào ra thành phố, Ngạn sẽ thấy thành phố đẹp tuyệt vời, đẹp hơn làng mình nhiều, đẹp gấp nghìn lần phố huyện. Nghe Hà Lan chê làng đo đo, tôi buồn lắm, và giận nữa. Tôi định nói không ở đâu đẹp bằng làng mình, nhưng sợ Hà Lan cục hứng, tôi cố nén. Tôi chỉ nói: làng mình cũng đẹp, nhưng đẹp kiểu khác. Lần đó tôi nói với Hà Lan là từ khi nó ra đi, tôi rất nhớ nó, và tôi hát cho nó nghe những bản tình ca tôi viết trong những ngày xa cách. Nghe xong nó chỉ cười. Tôi hồi hộp đợi xem Hà Lan có nói nó nhớ tôi như tôi nhớ nó hay không. Nhưng tôi chỉ hoài công. Hà Lan chẳng nói gì về việc đó. Nó chỉ khen thành phố và chê làng rồi bỏ đi. Chỉ còn lại tôi, một mình khi chiều xuống. Rồi cũng đến ngày tôi khăn gói ra thành phố, chuẩn bị cho năm học lớp 10. Đúng như Hà Lan mô tả, thành phố đẹp nguy nga và lộng lẫy. Tôi tò mò ngắm nghía những đại lộ thênh thang, những tòa nhà cao vút, những cửa hàng bóng lộn và chất đống hàng hóa. Tôi như thằng ngố khi đứng trước các bảng điện nhấp nháy muôn màu của các rạp chiếu bóng và các vũ trường. Sau vài ngày đi dạo quanh thành phố, tôi chắc chắn rằng nó giàu sang hơn cái làng nghèo khó của tôi gấp hàng tỷ lần. Tuy nhiên, tôi không chắc rằng nó có đẹp hơn làng tôi hay không. Nó quá ồn ào, lại lắm rắc rến và bụi bặm, điều không hề có ở làng đo đo. Thành phố vắng bóng những cây xanh. Ở trên cao, bầu trời bị chia cắt thành từng mảng nhỏ. Và tầm mắt tôi luôn luôn bị chặn lại bởi những mái nhà, những bảng quảng cáo và những dãy cột điện. Ở thành phố khó lòng nhìn ngắm những đám mây bay, những đêm trăng sáng. Tôi sẽ không thể nào bắt gặp vẻ rầu rĩ huy hoàng của mặt trời lúc từ giã trời xanh. Đó là những điều Hà Lan không hề nhắc tới khi kể với tôi về thành phố. Tôi không ở chung với cô Thịnh. Cô Thịnh ở nhà chị Nhường. Nhà chị Nhường rộng mà hóa chật. Phía trước là cửa hàng, phía sau là nhà kho. Thỉnh thoảng tới chơi, tôi vẫn phải len lỏi giữa những cây vải chất thành từng đống, choáng hết cả lối đi. Tôi ở trọ nhà cậu Huấn. Cậu Huấn là anh ruột bác gái tôi. Xét ra tôi với cậu chẳng bà con gì, nhưng tôi vẫn gọi cậu bằng cậu. Tôi bắt chước chị Nhường. Nhà cậu Huấn rất giàu, cậu có cửa hiệu thuốc tây. Thoạt tiên thấy nhà cậu sang quá, tôi không dám ở. Nhưng bác tôi nằng nặc dẫn tôi đến đó. Bác trấn an tôi: cậu Huấn giàu nhưng sống giản dị, lại biết trọng kẻ sĩ. Tôi chỉ là cậu học sinh lớp 10, nhưng bác tôi vẫn liệt tôi vào hạng kẻ sĩ, và bác dắt tôi đến ra mắt cậu Huấn. Tôi ở trọ nhà cậu Huấn từ đó. Cậu Huấn có 3 người con. Nhỏ nhất là thằng Liêm, đang học lớp 7. Chị kế thằng Liêm là nhỏ Mai, bằng tuổi tôi. Nhỏ Mai học hết lớp 9, nghỉ ngang, ra bán ngoại hiệu thuốc tây, chuẩn bị làm bà chủ tương lai. Lớn nhất là Dũng. Bạn bè thường gọi nó là Dũng Thanh Lâm. Thanh Lâm là tên hiệu thuốc của cậu Huấn. Dũng không thích tên đó, nó bảo nghe giống kép cải lương. Dũng tự đặt biệt hiệu cho mình: Dũng Ma Sồ. Và bắt chước Joe Marshall,
nó thường nhún nhảy và rên rỉ hát. Thôi em đừng khóc, đừng khóc nữa làm gì. Nghe rầu muốn chết. Dũng lớn hơn ba tôi, nhưng trên giấy tờ nó bằng tuổi tôi. Nó phải khai sụp tuổi để trốn quân dịch. Dũng hát hay, nhảy giỏi, nhưng học dở ẹt. Mãi vui chơi đàn đúm, nó quẳng sách vở vào xó nhà, chấp nhận ở lạ lớp nhìn đời trôi qua. Vì vậy, khi vào lớp 10, tôi học chung lớp với nó. Ngày hôm đầu tiên, cậu Huấn đã bảo tôi: "Cậu nghe nói cháu học giỏi, có gì cháu chỉ cho thằng Dũng với, nó lười lắm." Tôi gật đầu. Tôi nhận lời với cậu Huấn, nhưng tôi chẳng làm tròn. Thằng Dũng là chúa lười, đúng như cậu Huấn nhận xét. Mỗi lần tôi kêu nó học, nó đều lảng đi chỗ khác. Nó chỉ khoái mỗi khoản copy. Ở lớp, tôi và nó ngồi kế nhau. Nó chép bài của tôi tha hồ. Nhờ có tôi, lần đầu tiên Dũng không phải học đúp lại lớp 10. Cuối năm, nó hí hửng khoe với cậu Huấn nó được lên lớp. Cậu Huấn mừng lắm và cậu cảm ơn tôi rối rít. Cậu tưởng tôi đã cải tạo được thằng Dũng. Dũng chẳng lo học, nó thường tụ tập với những đứa nhà giàu khác thành một băng và rủ nhau phóng Honda ào ào trên phố hoặc chạy đua ra tận ngoại ô. Nó chơi bi lắc rất thiện nghệ. Tôi đã từng lác mắt khi xem nó biểu diễn những cú đánh gom bi cực khó. Nó cũng mê đàn địch hát sướng. Trong phòng của nó có hai cây guitar điện và một bộ trống. Ngày nào đám bạn của nó cũng kéo tới chơi nhạc ầm ĩ khiến tôi không tài nào học bài được. Những lúc đó tôi phải ôn tập xuống phòng nhỏ Mai và thằng Liêm ngồi học. Hôm tôi mới dọn đến, thấy trong hành lý của tôi có cây đàn guitar. Dũng nheo mắt hỏi: "Mày cũng chơi đàn nữa hả?" Tôi cười cười. Dũng nói: "Mày đàn nghe coi." Tôi đàn, Dũng chăm chú nghe và chê: "Cổ điển quá." Tôi không hiểu. "Cổ điển là sao?" Là nhà quê." Câu nói của Dũng khiến tôi đỏ mặt. Tôi buông đàn xuống, ngồi im. Dũng chẳng thèm để ý đến vẻ sượng sùng của tôi. Nó bước lại góc phòng, cầm lên cây guitar điện, hí hấy soi dây. Dũng dạo tưng tưng vài nốt rồi nhìn tôi, hỏi: "Mày biết chơi trống không?" Thấy tôi lắc đầu, Dũng khẽ xoa vai, rồi nó bắt đầu hát. Bản Beautiful Sunday, Dũng vừa hát vừa lắc người, hệt những ca sĩ biểu diễn trên TV. Giọng nó khá hay, vang và ấm. Trước một khán giả quê mùa và ngờ nghệt như tôi, Dũng cao hứng hát liền tù tì ba bài. L'amour c'est pour une, rồi Aline. Hát xong nó hỏi tôi: "Hay không?" Tôi gật đầu: "Hay." Dũng khoái lắm, nó vỗ vai tôi: "Nếu mày thích, tao sẽ kéo mày vào chơi chung với bọn tao." Dĩ nhiên tôi từ chối. Dũng hát hay, những bản nhạc cũng hay, nhưng tất cả điều đó chẳng ăn nhập gì đến tâm trạng của tôi. Tôi thích những bản nhạc cổ điển của tôi hơn. Chúng đánh thức trong tôi những kỷ niệm xôn xao của làng quê yêu dấu. Chúng thủ thỉ với tôi về tình yêu thầm lặng. Chúng luôn hướng về người tôi thương. Người tôi thương ở nhà bà cô. Cô Hà Lan là người chị cả trong dòng họ. Sau cô đến ba Hà Lan, rồi mới đến ông chú chạy xe đò. Họ hàng bên nội của Hà Lan hầu hết đều đi làm ăn xa. Chỉ có ba Hà Lan là ở lại làng. Chồng cô là thương gia cỡ lớn, chủ hãng sản xuất vỏ xe ô tô, nhưng hai vợ chồng lại không có con. Khi Hà Lan ra thành phố học, đến ở nhà cô, hai vợ chồng mừng như bắt được vàng. Hà Lan ở nhà bà cô y như ở trên thiên đường. Đồ ăn thức uống, áo quần giày dép, kể cả tiền tiêu vặt, Hà Lan không thiếu một thứ gì. Bà cô chiều chuộng Hà Lan như chiều chuộng một thiên thần. Bạn Hà Lan cũng được cưng lây. Mỗi lần tôi đến chơi, cô đón tôi như đón khách quý. Cô dọn bánh biscuit mời tôi ăn. Cô mở tủ lạnh khui Coca-Cola bắt tôi uống.
tôi xấu hổ chính người. Cô làm như tôi chết đói chết khát đến nơi. Biết tôi ngượng, Hà Lan cầm bánh nhét vào tay tôi, dỗ như dỗ con nít. Ngạn, ăn đi, đừng ngại. Không phải tôi ngại, nhưng tôi cảm thấy không được tự nhiên. Căn phòng khách sang trọng này hình như không thích hợp với tôi. Tôi cảm thấy lúng túng và gò bó khi ngồi vào chiếc ghế bành to tướng. Tôi thích như ngày xưa hơn. Mỗi lần đến chơi nhà Hà Lan, chúng tôi thường ngồi bên nhau trên những khúc gỗ đặt dưới giàn thiên lý. Giữa khung cảnh đơn sơ mà gần gũi đó, chúng tôi trò chuyện với nhau thoải mái và thân mật biết bao. Còn ở đây, mọi chuyện đâm ra khác hẳn. Tôi nói năng cứ ngượng nghịu thế nào. Nhìn những chùm đèn lấp lánh treo lơ lửng trên trần nhà và những dãy tủ kính sang trọng kê dọc tường, tôi sụi lơ, hết muốn nói chuyện. Những câu chuyện mà tôi định nói, những câu chuyện về phiên chợ làng, về mùa thị chính, về những buổi chiều len lỏi trong rừng tìm bông dũ dẻ, tỏ ra chẳng thích hợp trong khung cảnh choáng lộn này một chút nào. Chúng trở nên lạc lõng làm sao. Những lúc như vậy, lòng nguội lạnh, tôi ăn qua loa vài miếng bánh rồi vội vã cáo từ. Cô Hà Lan đưa tôi ra đến tận cửa và dặn, ngày mai cháu đến chơi nhé. Tôi gật đầu và ngày hôm sau tôi chẳng đến. Tôi thích gặp Hà Lan ở ngoài phố hơn. Từ hồi lên lớp 10, tôi và Hà Lan không còn học chung trường như trước. Hà Lan học trường nữ, toàn con gái. Chiều chiều, sau giờ tan học, tôi thường đạp xe qua trường Hà Lan, đứng lóng ngóng trước cổng, đợi nó ra. Hồi đó không chỉ mình tôi đứng nghịch mặt trước cổng trường con gái vào mỗi buổi chiều. Có cả khối đứa lởn vởn như tôi, mặt đứa nào đứa nấy lấm lét như kẻ trộm. Trường nữ giờ tan học là một kỳ quan đối với bọn con trai chúng tôi. Mãi về sau này, tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh thơ mộng của những tà áo trắng lững lờ trôi ra khỏi cổng trường như một dòng sông nghi ngút sương mù. Dòng sông ảo ảnh đó đã một thời cuốn theo nó bao nhiêu mắt nhìn ngây ngất. Những mối tình vẩn vơ và thầm lặng đã sản sinh ra bao nhiêu thi sĩ và những kẻ viết tình ca nổi tiếng và vô danh của cuộc đời. Tôi chông mắt về phía cổng trường giáo giác nhìn, tìm Hà Lan giữa một biển áo trắng mênh mông chẳng khác nào tìm một hạt cát giữa đại dương. Nhưng bằng lòng kiên trì không mệt mỏi, cuối cùng bao giờ tôi cũng tìm ra hạt cát của tôi. Và bao giờ tôi cũng nhìn thấy nó trước khi nó nhìn thấy tôi. Và chỉ cần nó liếc tôi cười một cái, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu mệt nhọc của tôi trong lúc chờ đợi bay biến đâu mất. Tôi lặng lặng đạp xe theo Hà Lan, cách một quãng xa. Suốt một chặng đường dài, Hà Lan đạp xe lững thững phía trước. Tôi đạp xe lẻo đẻo phía sau, y như hai kẻ lạ. Chưa rời xa trường nữ, tôi chưa dám tiến lên đi song song với Hà Lan. Học sinh trường nữ tinh quái nổi tiếng. Tôi đã nghe tụi bạn trong lớp kháo nhau đủ chuyện về nữ sinh trường này. Chuyện nào cũng động trời. Nào là tụi trường nữ từng vác guốc đánh nhau với tụi nam sinh trường Hoàng Diệu. Chiếc guốc nào của tụi nó cũng đóng đinh lẫn chởm, phàn trúng là tét đầu. Đánh nhau một hồi, tụi Hoàng Diệu chạy vắt giò lên cổ. Nào là tụi nó từng nắm tay giăng hàng ngang trước cổng trường, chặn một đám lính biệt động quân lớ ngớ đi qua đó, đòi tịch thu mấy chiếc mũ nâu làm kỷ niệm. Trước bầy nữ quái dữ dằn này, mấy tay lính biệt động súng ống đầy mình nhũng như con chi chi, đành bỏ nón chạy lấy người. Tôi không biết hư thực ra sao, nhưng nghe riết các mẫu giai thoại rùng rợn kiểu đó, tôi đâm ngán. Tụi bạn còn dọa, đứa nào phô phúc đi ngang trường nữ một mình coi chừng đi vào tử địa. Tôi không muốn đi vào tử địa. Tôi chỉ đến đón Hà Lan vào những lúc đông người. Và trên đường về, đợi cho Hà Lan đi thật xa. Đến lúc nó rẽ ngoặt vào góc phố, tôi mới dấn xe lên. Tôi không dám đuổi theo Hà Lan ngay, còn vì một lẽ khác. Tôi sợ gặp cô Thịnh. Cô Thịnh học chung trường với Hà Lan, lớp 12.
cô đã bắt gặp tôi lang thang ở đây một lần. Lần đó tôi giật bắn người khi đang đuổi theo Hà Lan. Bỗng nghe có tiếng gọi sau lưng. Ngạn ơi, đi đâu đó? Tôi quay lại và nhận ra cô Thịnh. Tôi dừng xe, ấp úng đáp. Ngạn đi chơi. Cô Thịnh nhìn tôi nửa tin nửa ngờ. Đi chơi mà đi một mình? Tôi lúng túng chỉ tay về phía trước. Ngạn đi với thằng bạn cùng lớp. Nó chạy đằng kia kìa. Cô Thịnh nhìn theo tay chỉ của tôi. Cô không biết trong đám con trai đang chạy xe giữa đường có đứa nào là bạn tôi không. Nhưng cô không hỏi. Chỉ cười cười. Chứ không phải Ngạn đang chạy theo cô bé nào à? Tôi đỏ mặt. Đâu có. Tôi chối biến. Tôi không muốn cô Thịnh biết chuyện tình cảm của tôi với Hà Lan. Từ ngày tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và cô, tôi không muốn tâm sự với cô nữa. Tôi thấy xấu hổ. Còn cô, sau lần đó, cô cũng không bao giờ hỏi thăm về cô bé của tôi nữa. Không hiểu cô đã biết gì chưa? Lần đầu tiên tôi đến đón Hà Lan. Khi thấy tôi cả tiếng đồng hồ sau mới đạp xe lên, Hà Lan ngạc nhiên hỏi. Ngạn hư xe hả? Đâu có. Sao bây giờ Ngạn mới tới? Hà Lan thấy Ngạn từ nãy. Tôi sợ bạn của Hà Lan chọc. Tụi nó không chọc đâu. Tôi liếm môi. Tôi không biết. Tôi nghe người ta nói học sinh trường nữ ghê lắm. Ghê sao? Tôi kể cho Hà Lan nghe những chuyện tôi nghe được về học sinh trường nữ. Nghe xong, Hà Lan mỉm cười. Người ta bị đó. Tụi bạn Hà Lan hiền thấy mồ. Hà Lan nói tôi tin ngay. Tôi chưa thấy học sinh trường nữ dở trò gì ghê gớm. Chỉ toàn nghe đồn. Tôi không tin ngôi trường dịu dàng mà cô Thịnh và Hà Lan đang theo học lại đầy rẫy nguy hiểm như tụi con trai vẫn hay kể. Dù vậy, mỗi lần đến đón Hà Lan, tôi vẫn đi tụt lại đằng sau nó suốt một chặng đường dài. Tôi quen như vậy. Tôi sợ cô Thịnh nhìn thấy. Thường tôi đưa Hà Lan về tận nhà, nhưng tôi không vào. Tôi ngồi trên xe cười với Hà Lan và đợi cho nó đi khuất sau cánh cửa. Và đợi cho nó đi khuất sau cánh cửa, tôi mới lững thững đạp xe đi. Hà Lan ít về làng, dù chú nó chạy xe trên tuyến đường nối liền thành phố và huyện lỵ. Nó đều bảo bận ở lại học thêm. Hà Lan có đi học thêm thật, nhưng có phải vì vậy mà nó không có thì giờ về thăm làng hay không thì tôi chẳng rõ. Không có Hà Lan, tôi về làng một mình. Tháng nào tôi cũng về. Tôi ngồi trên chiếc xe đò ngủ gà ngủ gật hơn nửa ngày trời, xe mới về đến huyện. Từ huyện tôi đạp xe về làng. Trên con đường năm nào tôi và Hà Lan vẫn thường đi bên nhau những chiều thứ bảy. Con đường cũ chẳng còn gì thay đổi. Chạy dọc hai ven đường vẫn là những cây bông gòn cao vút, những cây keo tây, nơi trú ẩn của những con cánh quýt tuyệt đẹp, những cây sầu đông sơ sát và những hàng rào dăm bụt đỏ chói. Xa hơn nữa là những cánh đồng rập rờn xóm lúa, màu xanh trải dài đến tận lũy tre xa. Cảnh vật vẫn thế, chỉ khác là chiều nay trên đường về dằn dặc chỉ có mình tôi lặng lẽ đạp xe đi. Đi ngang rừng sim tôi không ghé, dù tim tôi đập từng hồi rộn rã. Tôi sợ kỷ niệm níu chân tôi. Tôi sợ ngồi một mình giữa rừng sim, lòng tôi sẽ ngập đầy lá rụng. Hôm đầu tiên về làng, tôi ngạc nhiên thấy làng tôi khang khác. Mọi vật vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi dường như có ai đó đã thu ngắn lại. Tôi đi từ giếng cây dưới về chợ đo đo, thấy đoạn đường sao mà ngắn ngủi. Một chớp mắt đã tới nơi. Khoảng cách giữa chợ đo đo và nhà tôi cũng vậy, gần nhau đến buồn cười. Tôi nhìn vào chợ, thấy chợ bé đi nhiều. Cây bàn già không còn cao ghê gớm như tôi hằng tưởng. Mới đi khỏi làng có mấy tháng, khi trở về, tôi như người khổng lồ trong câu chuyện ngày xưa bà kể. Nếu bà còn sống, hẳn tôi sẽ hỏi: bà ơi, ai đã thu nhỏ làng mình lại hỡi bà? Hẳn là bà sẽ đáp: không ai cả cháu ạ.
tại vì cháu lớn lên đó thôi. Khi lớn lên, người ta thường thấy mọi thứ dường như bé đi. Nhưng bà tôi đã không còn để tôi hỏi và nghe bà âu yếm trả lời. Tôi chỉ nghe thấy cuộc trò chuyện kia trong trí tưởng tượng của tôi thôi. Mỗi lần về làng, tôi chỉ ở chơi được vài ngày. Tôi dành thời gian để đi thăm thầy cô và bạn bè thuở nhỏ. Thầy Cải đã nghỉ dạy hẳn, thầy ở nhà đi câu và sống bằng nghề đan giỏ. Cô Thung vẫn dạy lớp 3 và vẫn còn than khát nước giữa giờ học. Lớp vỡ lòng của thầy Phu vẫn đông học trò và cũng giống như bọn tôi hồi trước. Lũ nhóc sau này bị thầy phạt nhảy cốc phờn người. Đến trường thăm thầy Phu, ngoái nhìn về cuối lớp, chỗ ngày xưa tôi và Hà Lan ngồi học cạnh nhau, lòng tôi không khỏi bâng khuâng tiếc nhớ. Tôi đứng trước cổng vườn ông Cửu Hoành, bồi hồi nhìn cây thị năm nào. Cây thị vẫn như xưa, nó chẳng chịu già đi dù dưới gốc cây ngập đầy lá rụng. Những trái thị vàng nằm lẫn trong đám lá chắc đã bị bọn học trò trường thầy Phu nhặt hết đi rồi. Lát nữa đây, sau giờ học, hẳn sẽ có những đứa dán những mảnh vỏ thị lên bàn để tưởng tượng đó là hoa quỳ, hoa cúc. Hệt như tôi hồi nhỏ, lòng xao xuyến, tôi bứt một chiếc hoa lồng đèn cạnh hàng rào, ngậm trên môi và rảo bước về nhà. Bao giờ về làng, tôi cũng đến chơi nhà Hà Lan. Có khi tôi ở đó trọn ngày. Tôi lôi khoai lang trong góc nhà ra, lùi vào bếp trấu và trong khi chờ khoai chín, tôi leo lên võng nằm đọc sách. Mùi khoai chín dễ biết, thơm nức mũi. Nhưng lắm khi nằm đu đưa trên võng, gió ngoài hè thổi vào mát rượi, tôi ngủ khì. Khi giật mình thức dậy, khoai đã cháy khét lẹt. Mẹ Hà Lan vẫn đãi tôi món canh nấu bằng hoa thiên lý. Canh ngon mà sao tôi nuốt không trôi. Nhìn tô canh quen thuộc, bỗng dưng tôi nhớ Hà Lan quá chừng. Nỗi nhớ khiến cổ tôi như nghẹn lại. Tôi vừa ể oải và cơm vừa trả lời những câu hỏi của mẹ Hà Lan. Bao giờ bà cũng trò chuyện trong bữa ăn, bà thích như vậy. Nhưng lần này, mẹ Hà Lan không kể về chuyện ông tôi đã cứu bà như thế nào nữa, mà bà hỏi: sao cháu không rủ Hà Lan về chơi? Giọng bà buồn buồn. Tôi không dám nói là tôi có rủ nhưng Hà Lan không về. Tôi chỉ đáp: Hà Lan bận học thêm bác ạ. Mẹ Hà Lan nhìn tôi: còn cháu thì sao? Cháu không bận học thêm à? Câu hỏi có vẻ gì trách móc khiến tôi bối rối. Tôi đáp giọng lúng túng: cháu cũng có học, nhưng cháu học ngày khác. Mẹ Hà Lan không hỏi nữa. Bà nhìn ra ngoài sân nắng vẻ xa vời. Tôi thầm hỏi bà đang nghĩ ngợi điều gì. Bà có nhớ Hà Lan như tôi đang nhớ hay không? Rất nhiều năm về sau này, tôi thường tự trách mình tại sao hồi đó tôi không nói thẳng với Hà Lan là tôi yêu nó. Nếu tôi nói ra điều đó, hẳn cuộc đời của chúng tôi đã rẽ sang hướng khác, sáng sủa hơn và ít say sát hơn. Nhưng thời gian càng lùi xa, tôi hiểu rằng điều đó thật ra không cần thiết như tôi nghĩ. Tôi đã viết những bản tình ca và hát chúng lên. Đó là lời tỏ tình của tôi. Trong những ngày tháng đó, Hà Lan đã nhìn thấy đấy. Trong những ngày tháng đó, Hà Lan đã nhìn thấu đáy lòng tôi như người làng đo đo, nhìn thấu những tiên sỏi phơi mình dưới lòng suối. Lá vào những mùa nước cạn, vậy thì tôi cần gì phải nói ra những điều đã không còn là bí ẩn với cả hai đứa tôi? Và liệu có ích gì nếu tôi nói với Hà Lan rằng tôi yêu nó và được nghe nó nói, nó cũng yêu tôi, khi mà tất cả những điều đó đều có thể đổi thay trong một sớm mai nào? Vả lại, đã muộn mất một năm nếu tôi định làm cái chuyện tỏ tình ngớ ngẩn đó. Năm lớp 9 thuận lợi hơn nhiều. Nếu muốn tôi có hàng đống cơ hội, năm lớp 10 mọi chuyện đã khác. Tôi không thể vừa chạy xe vừa đảo mắt canh chừng cô Thịnh lại vừa nói yêu Hà Lan. Tôi cũng không thể hé môi một điều gì trong phòng khách sang trọng ở nhà cô Hà Lan. Hơn nữa, tôi rất ít đến đó. Ngược lại, Hà Lan cũng chẳng đến tôi.
Từ hồi tôi ở trọ nhà cậu Huấn, nó chẳng ghé thăm tôi lấy một lần. Hà Lan không ghé, tôi càng mừng. Nhà cậu Huấn tuy không sang bằng nhà cô Hà Lan, nhưng tôi vẫn thấy tù túng và lạc lõng. Tôi không muốn bạn bè đến đó một chút nào. Chỉ có gần đây, Hà Lan mới ghé qua một lần. Đang ôn thi cuối năm, thiếu tài liệu, nó đến hỏi mượn. Hôm đó tôi đang ngồi học bài, bỗng thấy thằng Dũng thò đầu vào. Ai tìm mày kìa? Ai vậy? Dũng nháy mắt, một con bé xinh thật xinh. Tôi bước ra cửa và ngạc nhiên khi nhìn thấy Hà Lan. Hà Lan đi đâu vậy? Tôi bồi hồi hỏi. Hà Lan đi mượn sách. Sách gì? Cuốn La de Conjugar, Ngạn có không? Cho Hà Lan mượn đi. Tôi gật đầu. Có, Hà Lan đợi một chút, tôi vào lấy. Ý tôi không muốn mời Hà Lan vào nhà, nhưng thằng Dũng đứng bên cạnh lại phá bỉnh. Nó liếc tôi. Sao không mời khách vào nhà chơi mày? Rồi không đợi tôi trả lời, Dũng quay sang Hà Lan niềm nở. Hà Lan vào nhà ngồi chơi đi. Thôi, Hà Lan đứng đây được rồi, Hà Lan đáp với vẻ bẽn lẽn. Dũng vẫn khăng khăng. Ai lại đứng đây tới chơi đứng ngoài cửa coi sao được? Không biết làm sao, Hà Lan đành bước vào nhà. Tôi chạy lên lầu lấy sách đem xuống, thấy Dũng và Hà Lan đang ngồi trò chuyện vui vẻ ở phòng khách. Cả hai đang nói về các bản nhạc thời thượng và các điệu nhảy đang thịnh hành. Toàn những đề tài tôi mù tịt. Hà Lan nói chuyện một cách say sưa, dường như nó quên mất nó tới đây làm gì. Tôi cầm cuốn sách lóng ngóng trên tay, không biết có nên đưa cho Hà Lan hay không. Tôi sợ làm nó cục hứng. Thế là tôi đành ngồi xuống bên cạnh, đợi. Mãi đến lúc ra về, Hà Lan mới chợt nhớ tới mục đích của nó. Nó chìa tay về phía tôi. Sách của Hà Lan đâu? Tôi lặng lẽ đưa cuốn sách cho nó. Hà Lan cầm lấy cuốn sách và mỉm cười nhìn tôi. Ngạn cho Hà Lan mượn lâu lâu chút nha. Tôi gật đầu. Dũng rảo bước lên trước tôi, dành tiễn Hà Lan ra tận cửa. Nó làm như Hà Lan là bạn nó. Tự nhiên tôi thấy buồn buồn. Tôi chẳng buồn Dũng, mà buồn Hà Lan. Nó đến đây chẳng thèm nói chuyện với tôi. Nó chẳng hỏi thăm tôi về làng quê. Nó bỏ tôi ngồi một mình, trong khi tôi có biết bao điều muốn nói với nó. Tôi muốn kể với nó rằng thầy Cải đã nghỉ dạy. Thầy ở nhà đi câu và đang giỏ sống ba ngày. Tôi muốn kể với nó về cơn gió dữ vừa thổi qua làng tháng trước, suýt xô ngã cây bàn già giữa chợ, và đã thổi đi đâu mất những tổ chim chào mào trên ngọn tre sau hè nhà nó. Và cả mẹ nó nữa. Tôi cũng muốn kể chuyện mẹ nó chờ nó về ăn khoai lang luộc ra sao. Nó không về, mẹ nó đành phải sắc khoai đem phơi khô để dành tháng này qua tháng khác. Nhưng tôi chẳng nói được gì. Những câu chuyện của tôi cứ hoài hoài ấp ủ. Dũng quay vào gật gù nhìn tôi. Mày có con bạn dễ thương ác. Tôi chỉ cười, Dũng lại nói. Bồ mày hả? Tôi chú ghét chữ bồ. Tôi thích chữ người yêu hơn. Nhưng tôi cứ gật đầu đại. Tôi có linh cảm nếu tôi không thừa nhận điều đó, Dũng sẽ không buông Hà Lan. Nhưng Dũng trân tráo hơn tôi nghĩ nhiều. Nó nháy mắt một cách tranh mãnh. Mày nhường nó cho tao đi. Tôi lại cười. Không cười thì tôi biết làm gì. Dũng bước lại gần, đặt tay lên vai tôi. Đồng ý hen. Tôi ngước lên nhăn nhó. Anh nói nghe kỳ cục quá. Dũng lớn tuổi hơn tôi, lại là vai anh của chị Nhường, nên tôi vẫn gọi nó bằng anh, mặc dù tôi ngán nó tới tận cổ. Trước thái độ khó chịu của tôi, nó thản nhiên nhún vai. Có gì đâu kỳ cục, tại tao thấy nó có vẻ khoái tao hơn là khoái mày. Giọng điệu trịch thượng của Dũng khiến tôi tự ái đỏ mặt. Tôi nói, cố giữ giọng bình thản. Nếu anh thấy vậy thì anh cứ việc. Dũng hí hửng. Vậy là mày chịu rồi hen. Ở đây không có vấn đề chịu hay không chịu. Tôi nói, nếu quả thật Hà Lan thích anh thì đó là quyền của cô ấy. Tôi chịu hay không chịu liệu có ý nghĩa gì? Dũng nắm chặt tay tôi lắc lắc. Tốt, mày xứng đáng là một thằng đàn ông. Nói xong nó bỏ đi mất. Tôi ngồi lại buồn nản vô cùng. Dũng vai anh,
nhưng nó cũng như bạn tôi. Thế là từ nay tôi mất đi một người bạn. Chiều hôm sau tôi lọc cọc đạp xe đến trường Hà Lan. Đúng như tôi nghĩ, Dũng đã có mặt ở đó. Dũng đi chiếc Yamaha đỏ diện kẽn từ đầu tới chân, mắt đeo kính râm dù trời chiều nhạt nắng. Khi tôi tới, Dũng đang ngồi trong quán nước trước cổng trường, mắt đăm đăm nhìn về bên kia đường nên nó không trông thấy tôi. Tôi tấp xe vào lề, ngồi nép sau một xe nước mía. Tôi muốn xem thử nó giở trò gì. Lát sau Hà Lan ra, nhát thấy Dũng. Hà Lan tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nó lại nhoẻ miệng cười. Tự dưng tôi thấy lòng nhói buốt. Tôi tự nhủ một nụ cười thì đâu có nghĩa lý gì, nhưng ý nghĩ đó vẫn chẳng giúp tôi thanh thản chút nào. Hà Lan không nhìn thấy tôi, nó thong thả đạp xe đi. Dũng vội vàng phóc lên chiếc Yamaha nổ máy rượt theo. Hà Lan đi xe đạp nên Dũng không phóng nhanh được. Nó chạy rề rề bên cạnh, nó mưu toan chiếm chỗ của tôi. Tôi chạy một mình phía sau, buồn thiểu buồn thiêu. Trước mặt tôi là một đám nữ sinh nghịch ngợm đang chạy nhăn hàng ngang giữa đường. Nhờ luẩn khuất sau những tà áo trắng, tôi không bị Hà Lan và Dũng phát hiện, dù cả hai thỉnh thoảng vẫn ngoái cổ nhìn lại đằng sau. Tôi cứ lẻo đẻo bám theo như thế, vừa đạp xe, vừa tự nguyền rủa hành động lố bịch của mình. Tôi bảo tôi đuổi theo họ làm gì, đây chỉ là trò tán tỉnh lăng nhăng của thằng Dũng, có gì phải thấp thỏm lo âu. Nghĩ vậy, nhiều lúc tôi muốn bỏ về quách, nhưng tôi không điều khiển được tay lái của mình. Tôi vẫn lẳng nhẳng bám theo, hoang mang và buồn nản. Tới nhà cô Hà Lan, Dũng và Hà Lan chia tay nhau. Khi Hà Lan khuất sau cánh cửa, tôi thở phào và quay xe về. Tôi đã thôi bần thần, tôi thấy lòng nhẹ nhõm và tôi tự cười thầm những ý nghĩ vớ vẩn của mình. Tôi giống như chàng trai đã ghen trong thơ Nguyễn Bính. Nguyễn Bính thật tài, ông biết hết ý nghĩ trong đầu tôi và ông nói hộ. Cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười. Những lúc có tôi và mắt chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay bể lắm người. Tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dẫu chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn những đêm đông giá lạnh, chim bao đừng lẩn khuất bên cô, bằng không tôi muốn cô được gặp chàng trai trẻ nào trong giấc mơ. Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ, đừng làm ẩm áo khách chưa quen. Chân cô in vết trên đường bụi, chẳng bước chân nào được dẫm lên. Nghĩ là ghen quá đấy mà thôi, nghĩ là yêu quá mất rồi, và nghĩ là cô là tất cả, cô là tất cả của riêng tôi. Đúng, tôi như thế đấy. Đến bây giờ, khi tình yêu của tôi bắt đầu bị đe dọa, tôi mới nhận ra tôi đã yêu Hà Lan biết chừng nào. Tình yêu của tôi với Hà Lan hẳn đã hình thành từ những ngày thơ ấu và gắn bó với bao kỷ niệm ngọt ngào. Những kỷ niệm đã không ngừng vượt qua không gian và thời gian để lúc nào cũng cháy rực rỡ trong tôi như những ngọn nến hồng. Những kỷ niệm đẹp tươi đã nuôi dưỡng tình yêu tôi như đất đai nuôi cây trái, đợi một ngày cành biếc sẽ ra hoa. Và tôi đã đợi. Lặng thầm, tôi đợi. Dũng thổi qua đời tôi như một cơn gió dữ, nhưng cũng như cơn gió dữ dạo nào thổi qua làng, chỉ lay động nhưng không làm sao xô ngã cây bàn già giữa chợ đo đo. Dũng đến rồi đi, như nó sắp sửa đi khỏi nhà Hà Lan, chẳng được tích sự gì, như giả tràng xe cát. Tôi ngoảnh đầu lại và ngạc nhiên thấy con giả tràng vẫn còn ở đó, không chịu nhúc nhích lấy một ly. Dũng ngồi trên xe, chân chống đất và bình thản hút thuốc như thể đợi chờ ai. Quả nhiên một lát sau, Hà Lan đứng ra trong bộ váy đầm tuyệt đẹp. Tôi trông nó lạ lẫm quá chừng. Nếu bất chợt bắt gặp Hà Lan ngoài phố trong bộ cánh như thế, chắc tôi không nhận ra.
Tôi đã quen nhìn thấy Hà Lan trong chiếc áo dài nữ sinh thướt tha và giản dị. Tôi đã quen với hình ảnh gần gũi và dịu hiền của nó từ thời hai đứa rời làng đi học ngoài phố huyện. Sao bây giờ nó chẳng giống hồi xưa? Tôi nhắm mắt lại và nghe tiếng Yamaha nổ máy. Khi mở mắt ra, tôi chỉ kịp nhìn thấy chiếc váy hồng thấp thoáng trên ngọn đèn lái chớp đỏ phía sau. Tôi thẫn thờ đạp xe đi và nghe lòng quặn thắt. Trái tim tôi bỗng rung lên khúc hát ngày nào. Gửi mùa hè, giữ hộ chút tình yêu. Khi chia xa vẫn nhớ ngày gặp lại. Lúc ấy em có là cô gái, đốt tôi bằng ngọn lửa của riêng em. Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá. Mùa hè ngây ngô, giống như tôi vậy. Nó chẳng làm được những điều tôi ký thác. Nó để Hà Lan đốt tôi, đốt trụi. Trái tim tôi cháy thành tro, rơi vãi trên đường về. Khuy lắc khuy lơ, Dũng mới về nhà. Tôi quấn chăn kín người, nằm nghe nỗi buồn rứt tóc. Tiếng đẩy cửa của Dũng khiến người tôi như rung lên. Trong một thoáng tôi cảm thấy đầu mình nóng ran. Lần đầu tiên tôi chìm vào một tâm trạng khó tả, trong đó trộn lẫn lòng ghen tức, sự phẫn nộ và nỗi xót xa tê dại. Tôi không biết tôi sẽ làm gì. Tôi như một hỏa diệm sơn vừa bị đánh thức, đang nghĩ xem nên phun lửa ra đốt tan tành thế giới hay giữ ngọn lửa lại trong lòng để riêng đốt tình tôi. Dũng tưởng tôi chẳng biết gì. Nó vào phòng bằng những bước chân nhún nhảy, rồi vừa huýt sáo miệng nó vừa nhảy nhót liên tục quanh phòng. Nó chẳng buồn che giấu niềm vui của mình. Dòm bộ tịch của Dũng, tôi đoán ngay nó và Hà Lan đã đi chơi ở đâu. Nhưng tôi chẳng thèm hỏi. Hỏi làm gì? Tôi nhủ bụng, biết được chỉ buồn thêm. Dũng tiếp tục nhảy nhót, không hiểu vô tình hay cố ý tỉnh hoảng nó lại chạm vào giường tôi. Tôi càng thêm bức sức, quên phắt những gì vừa tự nhủ. Tôi liếc nó và hỏi bằng giọng cố tỏ ra hờ hững. Bộ mới đi nhảy về hả? Dũng không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Nó vừa nháy mắt vừa tặc lưỡi xích xoa, chân vẫn không ngừng nhún nhảy. Một buổi tối tuyệt vời. Tôi lặng lẽ quan sát Dũng bằng ánh mắt ác cảm. Tôi đọc được sự tuyệt vời nó nói trên vẻ mặt thỏa mãn của nó. Chiếm được người yêu của bạn mình chắc nó hả dạ lắm. Đối với con người như Dũng, hẳn đó là một thành tích. Nhưng tất cả không chỉ do Dũng, tôi cay đắng nghĩ thầm. Vấn đề còn tùy thuộc ở Hà Lan. Hà Lan đã dẫm lên trái tim tôi bằng đôi guốc đầy đinh nhọn như trong giai thoại về học sinh trường nữ. Nó dẫm lên và không hề ngoái lại. Nó chẳng buồn biết trái tim tôi còn đập nữa hay không. Phải chăng đã đến lúc Hà Lan rời bỏ tôi như nó đã một lần rời bỏ mùa thị vàng và rừng xiêm hoa tím? Lòng không gợn chút bâng khuâng. Bỗng dưng tôi nhớ tới một ca khúc của Phạm Đình Chương. Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người. Và tôi xoay lưng nằm úp mặt vô tường, buồn muốn khóc. Tôi làm con cá nhỏ bơi trong nỗi buồn. Nỗi buồn mênh mông như biển, tôi bơi suốt đêm vẫn chưa ra khỏi. Nhưng tôi vẫn lặng lẽ bơi, ngậm ngùi, cô độc. Và thỉnh thoảng quẩy mạnh chiếc đuôi dài làm xuất hiện những đốm bọt màu sữa như những ngôi sao nhỏ. Có ngôi sao nào tên gọi Hà Lan? Tôi buồn, dĩ nhiên, nhưng đốm lửa hy vọng trong tôi chưa tắt hẳn. Nó vẫn cháy, dù là leo lét. Bản chất của tình yêu là hy vọng. Nhiều khi trước một sự thật phũ phàng đã rõ mười mươi, người ta vẫn tìm cách giải thích theo chiều hướng ít bi quan nhất. Tôi cũng vậy, tôi cố nghĩ rằng Hà Lan thích nhảy, Dũng lại nhảy giỏi, Hà Lan đi chơi với Dũng là chuyện tự nhiên. Tôi cố nghĩ rằng đi chơi với một người và yêu người đó là hai chuyện hoàn toàn khác. Và tôi bắt tôi thôi buồn, tôi cấm tôi nghĩ ngợi vẩn vơ. Hôm sau tôi đến trường Hà Lan với nụ cười tươi tỉnh trên môi, không thấy Dũng lãng vãng ở đó, lòng tôi nhẹ nhõm quá chừng. Nhưng rồi tôi chợt giật mình. Hôm qua chắc nó đã hẹn hò với Hà Lan, nên hôm nay nó không cần đón ở cổng trường. Ý nghĩ đó vắt ngang đầu tôi như mây xám vắt ngang bầu trời. Niềm vui trong lòng bỗng chốc bay phèo,
và như cánh chim đại bàng trong chuyện cổ. Khi bay đi, nó cắp theo cả chút bình yên cuối cùng còn sót lại trong tôi. Tôi đón Hà Lan bằng vẻ mặt hân hoan giả tạo. Hà Lan chẳng nhìn thấy gì, nó vẫn cười với tôi bằng đôi mắt biết. Không hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt nó, lòng tôi bỗng thấy nhói đau. Trong tâm trạng rối bời đó, tôi chẳng còn buồn giữ khoảng cách an toàn như trước đây nữa. Hà Lan vừa dắt xe ra khỏi cổng, tôi đã sáp lại chạy song song bên cạnh. Tôi chẳng còn sợ cô Thịnh bắt gặp. Cô gặp kệ cô, lúc này tôi chẳng còn sợ gì nữa. Tôi chỉ sợ mất Hà Lan. Hà Lan trò chuyện với tôi một cách tự nhiên, và tôi cũng làm ra vẻ như không biết gì, mặc dù điều đó đối với tôi quả thật khó khăn. Suốt trên đường về, chúng tôi chỉ nói với nhau về chuyện học tập, về kỳ thi sắp tới, câu chuyện gượng gạo làm sao. Đến trước nhà cô Hà Lan, tôi không quay xe về như thường lệ, mà hỏi: "Tôi vào chơi nghe." Hà Lan có vẻ ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của tôi. Nó ngần ngừ: "Lát nữa Hà Lan phải đi công chuyện." Câu đuổi khéo của Hà Lan chẳng khác nào một nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi đâm bướng: "Tôi chỉ vào chơi một chút thôi." "Một chút thôi nghe," Hà Lan đáp, và tôi đọc được vẻ ngại ngần trong mắt nó. Câu chuyện trong phòng khách diễn ra không khá hơn ngoài đường chút nào. Nó ngượng ngập và đứt khúc. Phần lớn thời gian rơi vào sự im lặng nặng nề. Tôi ngồi như khúc gỗ và cựa mình một cách khó khăn. Hà Lan thì chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ. Nó lộ vẻ sốt ruột và nó không giấu điều đó. Thậm chí nó còn muốn tôi biết rằng nó đang sốt ruột, nó đang vội đi, và rằng nếu tôi còn chút xíu lịch sự thì tôi nên xéo ngay trước khi nó nói ra. Tôi không đợi nó nói ra, vì vậy tôi đứng dậy cáo từ. "Thôi, tôi về." Hà Lan tiễn tôi ra cửa, mặt mày tươi tỉnh. "Ừ, Ngạn về, mai mốt ghé chơi." Tôi phóng xe đi, không buồn ngoái lại. Mai mốt là ngày nào? Là mai, là mốt, hay không ngày nào hết? Tôi rẽ ngoặt xe ở một góc phố và không biết mình đang rời bỏ một con đường hay rời bỏ một giấc mơ. Tôi về đến nhà đúng lúc Dũng vừa dắt xe ra. Tôi không cố tự đánh lừa mình nữa. Tôi hiểu điều gì đang xảy ra và cố đón nhận nó bằng một thái độ bình tĩnh như đón nhận một vết thương của số phận. Tôi cũng tự nhủ tôi đừng trách Hà Lan, rằng nó có quyền chọn lựa con đường của riêng nó, rằng tôi không thể buộc nó phải gắn bó lòng mình với những kỷ niệm của một thời thơ ấu dài lâu. Tôi không thể bắt Hà Lan phải giống tôi. Tôi khác. Không ai bắt tôi phải hoài vọng kỷ niệm. Không ai bắt tôi phải nhớ da diết cái làng nhỏ xa xăm của mình mỗi khi chiều xuống. Không ai bắt tôi đêm nào cũng phải mơ thấy bóng trăng tuổi thơ treo lơ lửng trên đường làng và rơi từng giọt vàng xuống giàn hoa thiên lý. Những điều đó xảy đến một cách tự nhiên, cũng giống như hồi học lớp 9. Một hôm, nhìn vào mắt Hà Lan, lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng mình dậy sóng, mà chẳng hiểu vì sao. Bây giờ thì tôi hiểu, và cũng lại hiểu rằng với Hà Lan bây giờ, Dũng hấp dẫn hơn tôi nhiều. So với Dũng, tôi chỉ là một thằng con trai quê mùa. Quê mùa từ lối sống, từ cách ăn mặc đến cách tỏ tình. Bây giờ chẳng còn ai tỏ tình bằng cách bỏ công ngồi gãy đàn và rụt rè hát lên những lời bóng gió. Hệt như một thằng ngốc, tôi cứ bắt chước chương chi, hẹn gì hồn tôi chết đuối. Mà những bản tình ca cũng chẳng ra gì. Ngay từ đầu Dũng đã liệt vào loại cổ điển vứt đi. Tôi chẳng trách Hà Lan, nhưng tôi không buồn gặp nó nữa. Tôi rẽ từ con đường chạy ngang qua trường nữ. Chiều chiều tôi lững thững đạp xe ra ngoại ô, ngồi một mình trên bãi cỏ chân cầu nhìn nước chảy. Và tôi ôm đàn tỉ tê cùng sông nước. Một người bỏ một người đi, một bài thơ dở dang vì lãng quên giữa trời sao mọc lên đen. Một đàn cá lội buồn tên chân cầu, một người đi mất từ lâu, để người kia hát về đâu hỡi người.
hoa bâng khuâng rụng không lời, chim bay ngơ ngác cuối trời hoàng hôn. Tôi ngẩng đầu lên và thấy ở cuối chân trời xa, chim bay ngơ ngác. Chúng là chim gì? Chim én hay chim sẻ? Mà ở đằng sau những đôi cánh thấp thoáng kia, dãy rán đỏ cứ cháy lên thảng thốt. Suốt ngày, suốt đêm tôi viết nhạc. Tôi viết ngoài giấy, tôi viết trong đầu. Nỗi khổ đau khiến tôi ngớ ngẩn. Nỗi khổ đau tuôn trào như thác ngập lụt cả lòng tôi. Trong những ngày u ám đó, nếu không có âm nhạc, tôi đã không ngoi lên nổi. Tôi đã không còn là tôi. Âm nhạc đã dìu tôi qua đèo cao vực sâu bằng đôi cánh dịu dàng và bay bổng. Nó đã nhấc tôi lên khỏi nỗi mê đắm xanh xao, phiền muộn. Tôi viết những bản tình ca buồn bã và rung chúng lên trên 6 dây đàn để nghe lòng vơi đi sầu nhớ. Khi nỗi đau đã thoát được ra ngoài, sức công phá bên trong đã không còn mãnh liệt. Tôi ngồi giữa hoàng hôn, bên chân cầu sóng vỗ, nhắn cùng mây gió. Ai về qua chỗ người thương, đứng giùm tôi trước cổng trường ngày xưa. Ước giùm tôi chút trời mưa, để nghe trên tóc hương vừa bay đi. Khi hát tôi thấy tôi trở về. Tôi thấy tôi đứng bồn chồn trước cổng trường nữ, mỏi mắt tìm Hà Lan trong dòng sông áo trắng. Thấy tôi, Hà Lan mừng rỡ và nó trách: Ngạn đi đâu mà mất biệt? Tôi cười: Tôi bận học. Xì, Hà Lan không tin. Tôi lại cười: Tôi chẳng buồn thanh minh. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt nó, tôi biết rằng nó đã biết tất cả. Tôi rủ Hà Lan về làng. Nó gật đầu ngay. Tôi thấy tôi và Hà Lan ngồi trên chiếc xe đò của ông chú nó. Xe chạy từ sáng sớm, đến chiều thì về tới phố huyện. Từ huyện, tôi và Hà Lan đạp xe về làng, hệt như ngày xưa. Và cũng hệt như ngày xưa, về ngang rừng sim ven làng, chúng tôi rủ nhau ghé vào hái sim và tìm bông dũ dẻ. Tôi lại trèo lên cây trâm hái từng chùm trái tím thẫm, ném xuống cho Hà Lan. Sau đó hai đứa tôi len qua mé rừng bên kia để ngồi ngắm hoàng hôn trên phiến đá năm nào. Trong giây phút êm đềm đó, tôi thấy tôi quên hết khổ đau. Tôi đã thôi buồn. Trong tôi chỉ còn lại một niềm vui rộng lớn và tinh khôi như chưa hề vẫn đục. Hà Lan ngồi bên cạnh co chân lên phiến đá, non dịu dàng và dễ thương như một con mèo nhỏ. Tôi tưởng như nó chưa bao giờ đặt chân ra thành phố. Nó vẫn là nó ngày nào. Lòng ngập tràn hạnh phúc, tôi kể cho Hà Lan nghe những câu chuyện ngày xưa bà kể. Những câu chuyện tuyệt vời đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ bé. Hà Lan ngồi nghe, có chuyện biết, có chuyện chưa biết. Nhưng đôi mắt nó bao giờ cũng ngẩn ngơ và say đắm. Đang say sưa kể chuyện ăn khế trả vàng, tôi chợt giật mình khi nghe tiếng còi xe quen thuộc vọng lại từ ngoài bì rừng. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Hà Lan đã nhõm người dậy và vội vã bỏ đi. Tôi hốt hoảng gọi to, nhưng Hà Lan không quay lại. Nó đi một mạch, tà áo thấp thoáng sau những bụi sim già. Khi tôi đuổi theo ra đến ven rừng, thì Hà Lan đã mất hút. Tích đằng xa, chiếc Yamaha đỏ luẩn quất sau đám bụi mờ. Tôi chớp mắt và nhìn ra sông nước. Những hình ảnh không đâu sao cứ ám ảnh tôi hoài. Có bao giờ Hà Lan về lại rừng sim? Sao tôi cứ cực lòng mong mỏi? Cánh chim đã bay đi, ai biết buổi chim về. Ngày nào chim ăn khế ở vườn tôi, mây túi ba gan, chim không hề dặn. Chim ăn khế, chim chẳng trả vàng. Chim chỉ trả buồn đau cho lòng tôi đông đầy sầu muộn. Tôi nghe 6 dây đàn cùng lúc rung lên. Lòng tôi là cây khế, em là chim về chơi. Vàng kia em chẳng trả, chỉ nhả hạt xuống thôi. Hạt rớt xuống thành cây, cây cũng toàn cây khế. Từ khi em đi rồi, vườn tôi thành lặng lẽ. Biết bao giờ trở lại cánh chim em ngày nào, lòng tôi hoa khế rụng xuống nỗi buồn nôn nao.
Tôi nhìn xuống bàn tay mình, xem năm đầu ngón tay có ngón nào rõ máu. Tôi sợ tôi giống như nàng Kiều. Nhưng dòm đỏ một hồi, tôi chẳng thấy gì. Dù sao nỗi buồn của tôi cũng đã được ngâng lên, đã được sẻ chia. Dù là với cỏ cây, dù là với ngàn trùng sông nước. Tôi không gặp Hà Lan một thời gian dài. Tôi tránh nó, và nó cũng tránh tôi. Có lẽ nó đã biết tôi biết chuyện nó và Dũng. Bất chợt gặp nhau ngoài đường, tôi và Hà Lan chỉ mỉm cười chào nhau và hỏi han qua loa dăm ba câu rồi đường ai nấy đi. Gặp mà như không gặp. Tôi cố dìm tình cảm của mình xuống đáy lòng. Tôi cố chôn chặt kỷ niệm. Tôi muốn quên Hà Lan, quên hết. Khi nỗi nhớ dâng lên, tôi ôm đàn ngồi hát. Tôi hát và gửi tâm sự của mình cho gió cuốn mây trôi. Tôi đang muốn quên thì Hà Lan lại tới. Tôi ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện, càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy mắt nó đỏ hoe. Tôi bồn chồn hỏi: "Có chuyện gì vậy Hà Lan?" "Anh Dũng." Hà Lan ngập ngừng đáp và cúi mặt xuống. Thấy nó ngừng bặt, tôi lại hỏi giọng hồi hộp: "Anh Dũng sao?" Sau một thoáng phân vân, Hà Lan ngước nhìn tôi sụp sịt nói: "Ảnh tệ quá." Hà Lan làm tôi lo lắng quá chừng. Nó nói kiểu đó, tôi chẳng biết đường nào mà lần. Tôi đoán non đoán già đủ thứ mà vẫn không biết Dũng tệ với Hà Lan là tệ như thế nào. Cuối cùng tôi đành hạ giọng hỏi: "Dũng tệ sao?" Hà Lan lại ngập ngừng. Có lẽ nó cảm thấy khó nói. Tôi động viên: "Hà Lan cứ nói đi, đừng ngại." Hà Lan chớp mắt: "Lâu nay ảnh không đến, Hà Lan." Tôi cố nén một tiếng thở dài. Hóa ra Hà Lan buồn vì chuyện đó. Chuyện cỏn con vậy mà nó phải quýnh lên. Tôi nhìn nó chép miệng: "Biết đâu Dũng bận chuyện gì?" Hà Lan cắn môi: "Chẳng có chuyện gì đâu, ảnh bận đi chơi với Bích Hoàng." À thì ra thế. Tự dưng lòng tôi dâng lên một cảm giác thích thú kỳ lạ và tôi thấy hổ thẹn vì điều đó. Tôi hỏi, cố trấn áp niềm vui cay độc trong lòng: "Bích Hoàng là ai?" Hà Lan nhún vai: "Ngạn không biết đâu, cô ta là con ông Thanh Đạm." Tôi không biết Bích Hoàng, nhưng tôi biết tiệm bánh hỏi Thanh Đạm ở ngã tư Thái Bình Dương. Con nhà Thanh Lâm cặp kè với con nhà Thanh Đạm, một sự kết hợp chẳng lấy gì làm kỳ quái. Tôi nghĩ trong đầu như vậy nhưng không nói ra, sợ Hà Lan thêm buồn. Tôi nhìn Hà Lan và thấy sự đau khổ ánh lên trong mắt nó, bèn nói, giọng không được tự tin lắm: "Tôi có thể giúp cho Hà Lan được gì?" Hà Lan khẽ lắc đầu. Hà Lan chẳng muốn làm phiền Ngạn, Hà Lan chỉ kể cho Ngạn nghe vậy thôi. Nói xong Hà Lan bỏ về, buồn thiểu buồn thiêu. Nhìn nó lầm lũi đạp xe đi, lòng tôi sao quá đổi bùi ngùi. Thoạt tiên nghe Dũng bỏ rơi Hà Lan, tôi mừng khấp khởi. Như vậy tôi sẽ có cơ hội thực hiện giấc mơ tình cảm của mình. Cái cơ hội mà tôi luôn âm thầm chờ đợi và có lúc tưởng đã đời đời vụt thoát. Bây giờ thì nó đã trở về. Tôi đã nhìn thấy đôi cánh xanh biếc của con chim hạnh phúc thấp thoáng trước hiên nhà. Tôi còn tìm thấy một mối tình đổ vỡ của Hà Lan, một khoái cảm thầm kín khác, ích kỷ hơn và hèn mọn hơn. Đó là niềm vui chứng kiến cảnh Hà Lan rơi vào đau khổ. Nó rơi vào đúng nỗi đau khổ mà trước đây nó đã gây ra cho tôi. Hà Lan đã bỏ tôi để đến với Dũng, mà chẳng được gì. Bây giờ đến lượt Dũng bỏ nó để đi chơi với Bích Hoàng. Hà Lan đã hất hủi tôi, đã khiến tôi chịu đựng khổ sở như thế nào. Thì giờ đây, nó cũng chịu đựng những khổ sở y hệt như vậy. Thậm chí, Hà Lan còn ra sức hơn tôi. Bởi nỗi khổ của nó do chính nó gây ra. Nó mở mắt trước vẻ phong lưu của Dũng. Nó tự đưa đẩy nó đến tình cảnh hiện thời, đáng đời nó. Tôi nghe những lời phán xét thì thầm, hí hửng và cay nghiệt không ngớt vang lên trong lòng. Tôi cũng nghe cả giọng điệu uất ức và giận dỗi của chúng.
những buồn thương đè nén lâu ngày. Nhưng khi sự phấn khích ban đầu qua đi, niềm vui trong lòng tôi vụt tắt. Tôi trở lại là tôi yếu đuối mềm mỏng. Tôi không thể dửng dưng trước nỗi buồn của Hà Lan. Tôi yêu nó, tôi không đan tâm nhìn nó khổ sở. Và nó hẳn phải khổ sở ghê lắm. Nó mới đến tìm tôi. Ra thành phố chưa đầy một năm, bạn bè chẳng nhiều, lại chẳng thân. Hà Lan đâu biết tâm sự cùng ai. Ở nhà bà cô sung sướng đầy đủ mọi bề, nhưng những chuyện như thế này lại không thể sẻ chia. Xét cho cùng, chỉ còn có mình tôi, người bạn thuở thiếu thời. Chỉ còn có mình tôi thôi, người con trai quê mùa, yêu và chẳng được yêu. Đau hoài hoài một nỗi đau thầm lặng. Tìm đến tôi, tìm đến mối tình ngày nào nó đã quay lưng. Hẳn Hà Lan dằn vặt vô cùng. Hẳn lòng nó rối bời đến mức không thể không một phút giải bày. Tội nghiệp Hà Lan. Tôi yêu em vô vàn. Ngày hôm sau, tôi bảo Dũng. Tôi muốn nói chuyện với anh. Chuyện gì vậy? Dũng hỏi vẻ ngạc nhiên. Tôi trầm tĩnh đáp. Chuyện liên quan đến anh. Dũng hất hàm. Vậy thì nói đi. Tôi lắc đầu. Không thể nói ở đây được. Đi chỗ khác. Dũng nheo nheo mắt. Nhưng mà chuyện gì vậy? Lát nữa tôi sẽ nói. Bây giờ tụi mình đi. Đi đâu? Ra ngoại ô. Dũng không hỏi nữa. Nó lặng lẽ dắt xe ra. Khi thấy tôi cầm lấy ghi đông xe đạp, nó khoát tay. Khỏi, mày ngồi lên đây tao chở đi. Tôi không muốn ngồi lên chiếc Yamaha của nó chút nào. Hà Lan đã bao lần ngồi lên đó. Nhưng rồi cuối cùng, thấy đi xe đạp bất tiện, tôi đành leo lên ngồi đằng sau Dũng. Dọc đường hai đứa tôi không nói một lời. Ra tới ngoại vi thành phố, Dũng ngoảnh cổ nói. Tới ngoại ô rồi, tìm một quán nước ngang. Tôi trầm giọng, quán nước không tiện. Dũng nhún vai. Thằng này lạ, phải đi đâu? Ra cầu đá. Cầu đá là nơi mỗi chiều tôi vẫn ra ngồi ngắm lục bình trôi và thả hồn theo khói sóng. Dũng cũng không nói không rằng, nó lạnh lùng phóng xe về phía bờ sông. Tới nơi, đợi Dũng dựng xe bên thành cầu. Tôi dẫn nó đến bãi cỏ quen thuộc. Sao phải ra đây? Dũng nói, ở đây yên tĩnh. Tôi đáp, cố tỏ ra bình thản. Không đợi tôi bắt đầu, Dũng đi thẳng vào đề. Mày muốn nói với tao chuyện gì? Tôi mím môi, chuyện Hà Lan. Dũng nhếch mép. Hà Lan không dính dáng gì đến mày nữa. Mày đã nói với tao là mày không can thiệp kia mà. Tôi nhìn thẳng vào mắt Dũng gằn giọng. Anh đừng giả vờ. Anh thừa biết tôi muốn gì rồi. Tôi chỉ không can thiệp nếu anh đem lại hạnh phúc cho Hà Lan. Còn anh làm cho cô ta đau khổ, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Thái độ cứng rắn của tôi khiến Dũng chột dạ. Nó vờ vịt. Tao có làm khổ Hà Lan hồi nào đâu. Nó láo. Anh đang gây ra đau khổ cho Hà Lan. Dũng tặc lưỡi. Như vậy chắc là có hiểu lầm gì đây. Chẳng có hiểu lầm gì ở đây hết. Tôi hừ mũi. Anh đang bỏ rơi Hà Lan để chạy theo Bích Hoàng. Anh là đồ sở khanh. Tôi không cho phép anh làm như vậy. Dũng bắt đầu tự ái. Nó nghiến răng. Đủ rồi. Hôm nay mày ăn nói với tao như vậy là đủ rồi. Tao nhắc cho mày nhớ. Tao yêu ai? Đó là chuyện của tao. Chuyện của tao. Mày rõ chưa? Anh yêu ai thì mặc anh. Nhưng anh không được làm cho Hà Lan khổ. Tôi kêu lên bi phẫn. Dũng quắt mắt, giọng đểu cán. Nếu mày sợ nó khổ thì mày đi mà yêu nó. Tao nhường lại cho mày đó. Trong một thoáng, mắt tôi bỗng hoa lên. Cảnh vật chung quanh trở nên chập chờn. Một sự phẫn nộ khủng khiếp dâng trào trong tôi. Lan ra khắp người, tận các đầu ngón tay. Trong cơn giận mịt mù đó, tôi đã giang tay tống một quả trời giáng vào bụng Dũng. Tôi không ý thức được cú đánh của mình. Ngày xưa xa lắc, khi thằng Hòa con thầy Phu dẫm lên đôi chân bé bỏng của Hà Lan, tôi đã trừng trị nó bằng một cú đánh dồn nén như vậy. Bây giờ đến lượt Dũng. Dũng không dẫm lên chân, nó dẫm lên trái tim của người tôi thương. Nó đáng bị ăn đòn. Nhưng Dũng khác Hòa. Thằng Hòa cậy oai phong của thầy Phu, Dũng cậy những ngón đòn karate của mình. Nó là võ sinh đệ nhất đảng huyền đai của võ đường ánh sáng. Cú đánh bất ngờ của tôi khiến nó nhăn nhó và cúi gập người xuống. Nhưng chỉ một lát sau, nó lại đứng dậy được,
vừa xoa bụng, nó vừa gật gù nhìn tôi. Được lắm, nếu mày muốn, tao sẽ cho mày biết thế nào là đánh nhau. Nói xong Dũng lao vào tôi. Một cú đá trúng quai hàm khiến tôi ngã lăn ra bãi cỏ. Nhưng tôi chẳng thấy sợ, cũng chẳng thấy đau. Nỗi căm phẫn giúp tôi thêm sức mạnh. Tôi lồm cồm bò dậy và lăn xả vào đối thủ. Trên bãi cỏ hoang vắng trên bờ sông, tôi và Dũng lặng lẽ quần nhau đến tận tối mịt. Không ai hé môi một lời. Chúng tôi câm nín ra đòn. Dĩ nhiên tôi ăn đòn nhiều hơn. Hồi nhỏ tôi là chúa đánh nhau, nhưng đã lâu rồi tôi giả từ đánh đấm. Đá lại tôi chỉ biết võ rừng, ăn nhau chỗ gan lì và sức mạnh. Trong khi đó Dũng đánh bài bản, nó ra đòn nhanh và chính xác. Đánh nhau một hồi, người tôi bầm tím. Lẽ ra tôi đã gục ngay từ đầu, nhưng lòng phẫn uất và sự gan góc đã giúp tôi đứng vững. Dũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi cầm cự dai dẳng. Nó vừa đánh vừa khen, khá lắm. Nhưng tôi chỉ khá được đến thế, tôi không thể chịu đựng đến giây cuối cùng. Trận đấu kết thúc bằng cảnh tôi nằm đẹp dí trên cỏ, thở hổn hển, mặt mày sưng vù. Dũng đứng bên cạnh, chống nạnh nhìn tôi. Thôi nghe. Tôi nằm im không đáp. Không hiểu sao tôi chẳng thấy đau đớn dù người đầy thương tích. Dũng lại nói, ngồi dậy, tao trở về. Anh về trước đi, lát tôi về sau. Tôi đáp và không buồn nhúc nhích. Dũng lết thết quay lại chỗ thành cầu. Nhìn bộ dạng sơ sát của nó, tôi đoán nó cũng ê ẩm không kém gì tôi. Bất giác tôi thở dài và cảm thấy mình thật là điên. Liệu tất cả những chuyện vừa xảy ra có đem lại cho Hà Lan điều gì tốt đẹp? Tôi cứ nằm yên như thế, bất động và suy nghĩ. Bãi sông hoang lạnh như một bãi tha ma, bóng đêm phủ dày và trên bầu trời đen thẳm những vì sao bắt đầu lấp lánh. Đến khi người tỉnh hẳn, những dư âm của trận đánh đã qua đi, tôi mới nhõm người dậy và lần mò xuống bờ sông rửa mặt. Nước sông mát lạnh khiến lòng tôi bỗng chốc trở nên thư thái, mặc dù các vết thương dần dần nhức nhối. Tôi vấp nước bằng cả hai tay, có khi tôi vùi đầu vào mặt sông để nghe sông nước vỗ về. Để nghe trong một phút, trong một giây, lòng bỗng lên đên như những vì sao đang bềnh bồng trên lớp sóng kia. Tôi nghỉ học cả tuần lễ, tôi không thể đến lớp với bộ mặt như thế. Cậu huấn hỏi, tôi bảo tôi bị đụng xe. Nhìn ánh mắt cậu, tôi biết cậu không tin. Nhưng cậu không gặng hỏi. Cậu vốn trọng kẻ sĩ. Một khi kẻ sĩ không chịu giải thích nguyên nhân các vết bầm trên mặt mình, hẳn là có điều gì uẩn khúc. Nhỏ Mai và thằng Liêm hỏi, tôi cũng đáp như thế. Tụi nó nói, vậy anh phải bắt người ta bồi thường. Tôi cười, người ta chạy mất tiêu. 5 ngày sau Hà Lan ghé, thấy mặt tôi nó la hoảng. Trời ơi, ngạn sao vậy? Tôi tặc lưỡi, té. Té ở đâu ghê vậy? Tôi bịa, té ở nhà chứ đâu, lăn từ trên cầu thang xuống. Hà Lan thật khờ, nó tin ngay. Và nó vội vã lục lọi trong túi sách, lấy ra chai dầu, nói, để Hà Lan xức dầu cho ngạn nghe. Rồi không đợi tôi có ý kiến, Hà Lan dốc dầu ra tay và xoa lên các vết bầm trên má tôi. Tôi khẽ nhắm mắt lại và có cảm giác những ngón tay dịu dàng và mềm mại của Hà Lan đang mơn man trên trái tim tôi. Chúng như đang an ủi và xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi bằng sự âu yếm lặng thầm. Hệt như ngày xưa, thuở còn học ở trường làng. Thuở ấy, Hà Lan luôn luôn ở bên cạnh tôi trong những trận đánh nảy lửa. Và sự lo lắng và săn sóc của nó bao giờ cũng đem lại cho tôi một cảm giác êm ái tuyệt vời. Bây giờ cũng vậy, tôi đang chìm vào một trạng thái êm đềm ngây ngất. Những ngón tay mượt mà của Hà Lan đang lướt nhẹ trên má tôi đã đánh thức trong tôi những xúc cảm quen thuộc. Những xúc cảm mà tôi tưởng đã mãi mãi thuộc về kỷ niệm. Và tôi bồi hồi hỏi, dầu ở đâu vậy? Của Hà Lan. Bộ lúc nào Hà Lan cũng bỏ theo chai dầu hả? Hỏi xong tôi chợt mỉm cười. Tôi nhận ra tôi đã hỏi Hà Lan đúng cái câu ngày xưa tôi đã hỏi. Lúc tôi trèo lên đầu, hồi tìm trứng chim cho Hà Lan và bị ngã u đầu, tôi nghe Hà Lan đáp, ừ. Và tôi lại bâng khuâng hỏi, bỏ theo chi vậy? Hà Lan cười, để xức chứ chi, tối đi chơi không xức dầu,
dễ trúng gió lắm. Đang nói, Hà Lan bỗng im bặt và ngó lơ chỗ khác. Còn tôi trong một thoáng bỗng sực tỉnh và nhanh chóng rơi ra khỏi giấc mơ ngọt ngào của quá khứ. Cảm giác dịu dàng mà Hà Lan đem lại không còn lừa phỉnh tôi được nữa, và tôi cay đắng nhận ra sự thay đổi của số phận. Hà Lan trước mắt tôi không còn là cô bạn bé bỏng ngày nào. Nó bỏ chai dầu theo người không phải vì Ngạn chuyên môn đánh nhau lại chúa hay té như trước đây nữa, mà vì những buổi tối đi chơi với Dũng. Tối nào cũng đi nhong nhong ngoài đường, nó sợ trúng gió. Từ lúc biết được điều đó, Hà Lan càng sức dầu, tôi càng thấy đau, và tôi nằm im như khúc gỗ, u sầu và giận dỗi. Hà Lan cũng lặng thinh. Sức dầu cho tôi xong, nó lặng lẽ ra về, không nói một lời. Nó biết câu nói vô ý của nó đã làm tôi thương tổn. Hà Lan yêu Dũng, điều đó chấp nhận được, dẫu chẳng dễ dàng gì. Nhưng tôi không thể chịu đựng nổi khi nghe bất cứ một điều gì thuộc về chi tiết của mối quan hệ đó. Hà Lan về, tôi không tiễn. Tôi nằm trên giường nhìn nó biến mất sau khung cửa và thở dài. Hẳn nó đến đây không phải để chăm sóc tôi. Nó đâu có biết tôi bị té cầu thang. Chắc Hà Lan tìm tôi là để tâm sự, để sụp sùi và để trút nỗi khổ của nó lên nỗi khổ của tôi. Tôi nhìn lên trần nhà, tôi nhìn lên mặt phẳng nằm ngang và thầm nói: "Ừ, em hãy đi đi." Với niềm vui và nỗi hân hoan choáng ngợp trong lòng. "Em hãy tìm đến bất kỳ nơi nào em thích, đừng tìm đến anh. Đừng tìm đến anh làm gì? Dẫu trong hạnh phúc của em, anh chẳng được dự phần, thì anh cũng chẳng nề hà gì là một kẻ đứng ngoài, tham dự vào số phận của em bằng những lời chúc tụng. Hãy cứ nghĩ như em từng nghĩ, anh có là gì đâu. Anh chỉ mong em hãy đến với anh. Khi nào em không còn bất kỳ nơi nào để đến, khi nào đôi chân quen nhún nhảy của em đã bắt đầu thấu hiểu dưới gánh nặng của khổ đau, bây giờ anh sẽ ở bên em với một ước muốn nhỏ nhoi, được chia sớt cùng em một phần cơ cực." Những lời thì thầm cứ vang lên trong lòng tôi ngậm ngùi thanh thản, trở đi trở lại như một điệp khúc tưởng vọng. Chúng không tan suốt một tuần. Cô Thịnh đến vào lúc tôi chẳng mong đợi chút nào. Cô đến với chị Nhường, tay ôm một chục cam. Vừa bước vào phòng, cô Thịnh hỏi liền: "Ngạn bị đụng xe sao vậy?" Tôi trả lời lấp lửng: "Thì đụng chứ đụng sao, hai xe đâm vào nhau ngã lăn quay." Rồi tôi nhìn cô Thịnh tò mò hỏi: "Ai nói cô biết Ngạn bị đụng xe?" "Thằng Liên, nó nói với Nhường, Nhường nói lại với cô." Hóa ra là thằng Liên lẻo mép. Nó thương tôi thành ra hại tôi. Tôi muốn giấu nhẹm mọi chuyện, bây giờ lại tung tóe ra. Cô Thịnh đâu phải là Hà Lan, tôi đừng hòng bịp cô được. Đúng như tôi nghĩ, nhìn lướt qua tôi một cái, cô Thịnh biết liền. Cô trách: "Ngạn nói dối, không phải Ngạn bị đụng xe." Tôi giật thót vội quả quyết: "Ngạn bị đụng xe thật mà." Cô Thịnh nhìn tôi chằm chằm rồi lắc đầu: "Đụng xe phải say sát chạy chủ ghê lắm. Ở đây chỉ toàn những vết bầm, chắc là Ngạn đánh nhau với ai." Cô Thịnh nói trúng phúc. Tôi đành ngồi im. "Ngạn đánh nhau với ai vậy?" cô Thịnh lại hỏi. Tôi gãi đầu: "Với thằng bạn cùng lớp." "Bạn cùng lớp mà đánh nhau?" Tôi lại bối rối: "Ừ, chuyện nhỏ thôi, do hiểu lầm." Tôi cố tình giải thích mập mờ, nhưng cô Thịnh chẳng hỏi nữa. Cô chỉ thở dài: "Hồi nhỏ Ngạn là chúa đánh nhau, lớn lên tưởng Ngạn thay đổi, ai ngờ vẫn vậy, hư quá." Cô Thịnh trách tôi rõ là oan, nhưng tôi không thể thanh minh, tôi ngậm bồ hòn làm ngọt. Chị Nhường không trách tôi, thấy tôi bị đánh, chị vừa thương vừa tức, bèn xúi: "Đứa nào đánh Ngạn, Ngạn nhờ anh Dũng trả thù giùm cho, anh Dũng có đi học võ đấy." Tôi dở khóc dở cười chưa biết nói sao, cô Thịnh đã nạt: "Nhường, đừng có xúi bậy, không có chuyện đánh nhau nữa." Rồi cô quay sang tôi đe: "Ngạn còn đánh nhau lần nữa, cô mét ba Ngạn liền." Tôi gật đầu buồn xo, cô làm như tôi ham đánh nhau lắm, cô chẳng hiểu gì tôi. Đợi cho cô Thịnh và chị Nhường ra về, tôi uể oải ngồi dậy. Tôi vớ lấy cây đàn và lướt khẽ những đầu ngón tay lên dãy phím,
để nghe những âm thanh trung lên bồi hồi. Tôi tì cầm vào thùng đàn, cầm tôi đau nhói, nhưng tôi mặc xác. Những vết bầm trên mặt anh chẳng kể làm gì, trái tim nhiều say sát mới khó lòng quên đi. Dũng lại quay về với Hà Lan. Tôi đón nhận tin đó nửa vui nửa buồn. Tôi yêu Hà Lan, tôi muốn Dũng quay lại để Hà Lan nguôi đau khổ. Nhưng cũng vì yêu Hà Lan, trong thâm tâm tôi cứ cầu mong Dũng đi luôn. Nó và Bích Hoàng cứ dắt nhau Tết đi đâu thì Tết, khuất mắt càng tốt. Tôi không rõ giữa hai người ước muốn trái ngược đó, cái nào mạnh hơn. Chúng mạnh ngang nhau, tôi càng chết. Chúng mạnh ngang nhau, tôi cứ phải tự giày vò. Rốt cuộc thì bản chất tình yêu là gì? Vị tha hay ích kỷ? Tôi hỏi và tôi không trả lời được. Đó là một trong những câu hỏi mà mãi mãi về sau tôi vẫn không thể tìm ra câu trả lời chính xác. Tôi cũng không rõ Dũng quay về với Hà Lan vì lý do gì. Có phải vì trận đánh kinh hồn trên bờ sông hôm nọ? Tôi chẳng biết. Dũng chỉ nói ngắn gọn: con Bích Hoàng chỉ được cái mẻ ngoài, chán bỏ xừ. Sau đó nó phóng xe đến chỗ Hà Lan. Nó sẽ chở Hà Lan đi chơi. Hà Lan sẽ rất hớn hở, và khi ra đi trong túi xách hẳn không quên bỏ theo chai dầu gió. Hà Lan không quên chai dầu gió, nó chỉ quên tôi. Từ ngày Dũng bay trở lại, Hà Lan chẳng buồn đến tìm tôi nữa. Khi đau khổ nó mới cần đến tôi. Tôi chẳng giận Hà Lan. Tôi lại nhìn lên trần nhà. Tôi nhìn lên mặt phẳng nằm ngang và điệp khúc lại thì thầm: em hãy đi đi, với niềm vui và nỗi hân hoan choáng ngợp trong lòng. Em hãy tìm đến bất kỳ nơi nào em thích. Đừng tìm đến anh. Đừng tìm đến anh làm gì. Đừng tìm đến anh làm gì. Cứ để tôi ngồi đây lẻ loi, cô độc, và thấy lòng bỗng bao dung như trời bể. Sự độ lượng bao giờ cũng đem lại niềm vui tinh thần cao quý. Như kẻ ngoan đạo đang đắm mình trong đức tin, tôi thấy lòng nhẹ không. Lòng tôi đang rũ sạch bụi trần. Không, vẫn còn sót lại một hạt bụi cuối cùng. Nó rơi vào mắt tôi, khiến mắt tôi cay xè, khiến tôi ngạc nhiên, thấy lòng vui quá xá vui, mà trên môi sao có gì mặn chát. Có phải muối đấy không? Đừng tìm đến anh làm gì. Cứ để tôi ngồi đây lẻ loi cô độc và thấy lòng bỗng bao dung như trời bể. Sự độ lượng bao giờ cũng đem lại niềm vui tinh thần cao quý. Như kẻ ngoan đạo đang đắm mình trong đức tin, tôi thấy lòng nhẹ không. Lòng tôi đang rũ sạch bụi trần. À không, vẫn còn sót lại một hạt bụi cuối cùng. Nó rơi vào mắt tôi, khiến mắt tôi cay xè, khiến tôi ngạc nhiên thấy lòng vui quá xá vui, mà trên môi sao có gì mặn chát. Có phải muối đấy không? Mùa hè năm đó dài dằn dặc đối với tôi, như không phải là 3 tháng, mà 3 năm, hay lâu hơn thế nữa. Tôi có cảm tưởng như đã biến mất những mùa thu, những mùa đông, những mùa xuân trên trái đất. Khắp trần gian chỉ có mỗi mùa hè. Hoa phượng nở lê thê từ tháng giêng đến tháng chạp, kéo theo những tiếng ve gầy. Tôi về làng đủ đầy 3 tháng ve kêu. Hà Lan chỉ ở có 20 ngày. Nó cắt mùa hè ra làm 2 phần không đều nhau. Phần lớn nhất nó dành cho thành phố. Ở đó có vui chơi, có hội hè, có Dũng. Nó chỉ dành cho làng Đo Đo có 20 ngày ít ỏi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi chỉ đến chơi vài lần. Chẳng lần nào giống như ngày xưa. Tôi vẫn ngồi cạnh nhau dưới giàn hoa thiên lý, vẫn tinh nghịch đông đưa chân trên những khúc gỗ tròn. Nhưng niềm háo hứng ngày nào đã bỏ đi đâu. Dường như giữa chúng tôi chẳng còn gì để nói. Cứ mỗi lần cất lời là mỗi lần nhận thấy mình ngượng ngập. Giữa trưa hè ngột ngạt, chúng tôi ngồi lặng thinh, trống vắng ở bên nhau mà nghìn trùng xa cách. Đôi mắt biết ngày nào, khi dõi theo những cánh chuồn chuồn đang ngẩn ngơ bay bên hàng dậu đổ,
em có chạnh lòng tiếc nuối tuổi thơ qua. Tôi ra về lầm lũi. Tôi hiểu rằng từ nay chỉ có một mình tôi giữa bốn bề vượng vĩ. Hà Lan về làng, nhưng lòng nó chẳng theo về. Lòng nó đã thôi tiếng hoa sim, thôi vàng hoa thị, và có lẽ hình ảnh những phiên chợ đêm giăng mắt ánh đèn dọc quãng đời tuổi nhỏ. Và có lẽ hình ảnh những phiên chợ đêm giăng mắt ánh đèn dọc quãng đời tuổi nhỏ cũng đã từ lâu thôi lấp lánh. Tôi một mình. Hè này cô Thịnh không về. Cô ở lại nhà chị Nhường ráo riết ôn tập chuẩn bị thi túi tài 2. Chắc cô lại thức khuya lắc khuya lơ và dậy từ khi trời còn mờ mịt. Chắc cô lại thường xuyên nhúng đầu vào thau nước trong lúc học bài để cho tỉnh ngủ. Chắc cô chả nhớ đến tôi. Suốt mùa hè hầu như chiều nào tôi cũng vào chơi trong rừng sim. Tôi đi một mình. Ngay cả thời gian Hà Lan còn ở làng, tôi lững thững đặt chân trên những lối mòn quen thuộc. Nghe tiếng lá khô vỡ dưới gót giày, lòng cứ ngỡ chiều đi xào xạc. Tôi ngồi trên phiến đá năm nào, lạnh một bên vai. Chỗ trống một người trong thoáng mắt đã ngập đầy lá rụng. Tôi ngồi lặng thinh giữa hoàng hôn vay bọc, mơ màng hoài niệm về những ngày xưa cũ. Mà cũng chẳng xưa cũ gì, mới đây thôi, mùa hè năm ngoái, trước ngày giã từ phố huyện, tiếng đàn tôi chẳng giấu giếm điều gì. Lòng anh, dù rộng dài như bể, vắng cánh buồn em cũng lẻ loi. Lúc ấy tôi chẳng lẻ loi, Hà Lan ở bên tôi, nó đón nhận tình tôi, dẫu chẳng hứa hẹn điều gì. Nhưng chỉ cần vậy thôi, trái tim tôi đã reo vui và hồn tôi trang hoàng bao nhiêu là mơ mộng. Vậy mà tất cả đã xa, mù khơi, thăm thẳm. Tôi chẳng bao giờ ngờ chỉ cần một khoảng cách ngắn ngủi giữa hai mùa hè, mọi thứ trên đời đều có thể bị đẩy lùi vào quá khứ chẳng chút xót thương. Mọi thứ trừ tình yêu của tôi. Hà Lan tưởng có thể thổi tắt tình yêu của tôi dễ dàng như thổi tắt một ngọn nến. Nó lầm. Nó chẳng hiểu lòng tôi. Từ rất lâu, lòng tôi đã hứa. Như tôi đã một lần thổ lộ với bà khi bà còn sống. Lớn lên cháu sẽ cưới nó làm vợ, bà ạ. Tôi đã nói và tôi mãi mãi không quên. Hà Lan chẳng biết điều đó. Chẳng có ai biết điều đó trừ bà. Bà là người nắm giữ sức mạnh của các câu chuyện cổ. Hà Lan chẳng biết điều đó. Chẳng có ai biết điều đó trừ bà. Bà hiểu rõ điều kỳ diệu của tình yêu, lòng nhân ái, tính giản dị và sự trong trẻo của tâm hồn. Không cần phải suy nghĩ, chỉ bằng trực giác, bà đã hiểu ngay điều tôi muốn bà hiểu. Đối với tôi, Hà Lan chính là hóa thân yêu kiều của tuổi thơ rực rỡ, của đất đai quê xứ. Nó mang vào mối tình tôi một niềm hoài vọng khôn nguôi. Những ngọn nến tình yêu trong lòng tôi không tắt, dù Hà Lan cứ thổi, thổi hoài. Chúng không tắt, chúng chỉ mờ đi. Chúng cháy lập lòe, kiên trì và buồn bã. Và đợi mong. Tôi đợi mùa hè sắp tới, tôi đợi mọi sự đổi thay. Nếu sang năm chẳng có tin vui, tôi sẵn lòng đợi thêm mấy mùa phượng đỏ. Hẳn trái tim Hà Lan sẽ có buổi quay về. Hẳn thế. Lẽ nào nó chẳng nghe thấy tiếng đàn tôi ngậm ngùi tan đi trong gió, dẫu nó đang ở tận đâu trong xa thẳm mịt mù. Mùa hè nào gặp gỡ, mùa hè nào chia ly, mùa hè nào hội ngộ. Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ, còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu? Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất? Xin trả lại cho tôi. Xin trả lại cho người yêu tôi. Dẫu chỉ là xác con cây sầu chết khô, ấy chính là mùa hè của tôi, ngủ quên trong nách lá. Những ngọt bùi tôi đã nếm trải, những đắng cay tôi đã nếm trải, những mùa hè bỗng rác sau lưng
còn mùa hè cuối cùng tôi gặp lại. Trốn đi đâu ngoài tầm mắt tôi tìm. Tôi sẽ đi tìm mùa hè tươi đẹp của tôi, nếu Hà Lan nhất quyết giấu mùa hè đằng sau lưng nó. Nó và Dũng sẽ đứng che khuất mùa phượng đỏ mà tôi ngóng đợi. Nó mặc tôi tìm kiếm lang thang trong cuộc đời. Nó mặc tình yêu tôi giải nắng dầm mưa. Trái tim tôi sốt 39 độ. Nghĩ vậy, tôi buồn quá chẳng thèm hát hỏng. Tôi buông đàn xuống và ngồi im. Ngồi im vui hơn. Lên lớp 11, tôi học vùi đầu. Cuối năm thi tú tài 1, rất là vô lính, đứa nào cũng ngán. Dũng là ngoại lệ, nó đi chơi tà tà. Chắc nó nghĩ đằng nào nó cũng thi rớt, trước khi bị đẩy ra chiến trường, ăn chơi xả láng cho sướng thân. Dũng xả láng bằng cách cặp bồ lung tung. Nó đi chơi hết cô này đến cô khác. Báo hại Hà Lan khóc sưng cả mắt. Và cũng như năm ngoái, Hà Lan lại tìm đến tôi kể khổ. Lần này nó không buồn giữ kẻ, nó không rơm rớm nước mắt, mà gục đầu lên vai tôi, khóc vùi. Hà Lan khóc và tôi ướt áo. Nước mắt nó cháy bỏng da thịt tôi như axit. Nếu nó khóc vì tôi, hẳn tôi sẽ xúc động ghê gớm, hẳn tôi sẽ mũi lòng khóc theo. Nhưng đằng này, nó khóc vì Dũng. Nó khóc thằng Sở Khanh đó. Trái tim tôi chai lì. Lần đầu vụ Bích Hoàng còn khiến tôi điên tiết nện nhau với Dũng. Tôi thà tôi làm kẻ giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha. Tôi muốn Hà Lan hạnh phúc. Nhưng càng về sau, trái tim tôi càng nguội máu anh hùng. Tôi chẳng thiết làm Lục Vân Tiên nữa. Phong Lai trá hàng và liên tục trở mặt khiến Lục Vân Tiên mệt mỏi. Cuối cùng chịu hết nổi, tôi nói: Dũng đã như vậy, Hà Lan nghỉ chơi luôn đi, dính dáng làm gì cho khổ thân. Thấy Dũng chẳng ra gì, tôi định khuyên Hà Lan dứt áo từ lâu. Nhưng tôi ngại Hà Lan hiểu lầm. Tôi ngại nó nghi tôi yêu không được dở trò phá đám. Nhưng đến nước này tôi bất chấp. Bây giờ tôi chỉ ngại mỗi một điều: dây dưa với Dũng, Hà Lan sẽ chuốc thêm đau khổ. Hà Lan chẳng nghe tôi. Nó lắc đầu. Hà Lan không thôi Dũng được. Hà Lan nói vậy, tôi chỉ biết thở dài. Tôi buồn cho tôi, và tôi buồn cho Hà Lan. Tôi chẳng biết làm sao xoa dịu nỗi đau trong lòng nó. Những lời an ủi của tôi mới tẻ nhạt làm sao. Điều đó khiến tôi vô cùng day dứt, và tôi có cảm giác như tôi, chính tôi chứ không phải là Dũng đã gây ra nỗi bất hạnh cho Hà Lan. Mối tình giữa Hà Lan và Dũng cứ dùng dằng như vậy suốt năm. Dũng chập chờn như cánh bướm, nay đóa hoa này, mai đóa hoa khác, thỉnh thoảng lại quay về với Hà Lan. Tôi nghiến răng chứng kiến cảnh đó chẳng vui gì. Tôi thương Hà Lan đứt nát ruột, và tôi cũng chửi thầm nó tơi bời. Nó ngốc nghếch hệt như cô bé hoàng khăn đỏ. Nó bị con sói đánh lừa mà chẳng biết. Nó cứ tưởng con sói là bà ngoại. Hà Lan nghỉ học khi chỉ còn 3 tháng nữa là đến hè. Nó có mang. Tình đó khiến tôi đau xót hơn là ngạc nhiên. Từ lâu tôi đã phấp phỏng, lo lắng. Tôi sợ điều không hay sẽ xảy đến cho Hà Lan. Bây giờ nó đến sớm hơn tôi nghĩ. Nó đến khi năm học chưa kết thúc. Thật ngặt nghèo. Tôi biết được điều đó không phải do Hà Lan. Hà Lan tâm sự với tôi đủ chuyện, trừ chuyện đó. 2 tháng gần đây, nó trốn biệt. Tôi thấy lo lo, liền đi tìm. Tôi đạp xe đến trước cổng trường nữ đứng đợi suốt 3 buổi chiều liền. Không thấy nó. Hà Lan biến mất khỏi dòng sông áo trắng khiến lòng tôi đốt lửa. Tôi chạy đến nhà bà cô và bắt gặp Hà Lan ngồi lặng thầm trong phòng khách. Vẻ xanh xao trên gương mặt nó khiến tôi kinh hãi. Tôi hỏi, nó bảo bệnh. Tôi hỏi bệnh gì, nó bảo cúm.
tôi liền phóng xe đến hiệu thuốc thanh lâm của cậu Huấn, kêu nhỏ Mai bán cho tôi mấy vị aspirin. Tôi đưa thuốc, Hà Lan không lấy. Nó bảo có rồi. Tôi nhét mấy vị thuốc vào tay nó, dịu dàng nói. Hà Lan cứ cầm lấy, có rồi thì để dành. Nói xong tôi về. Hà Lan tiễn tôi ra cửa bằng ánh mắt bối rối. Nó chẳng nói gì, chỉ cười, một nụ cười buồn. Lúc đó tôi nghĩ, tại bệnh đó thôi. Ba hôm sau tôi lại ghé, Hà Lan vẫn còn xanh. Một tuần sau cũng vậy, nó cứ xanh hoài hoài. Tôi không giấu được lo âu. Hay Hà Lan đến bệnh viện thử coi. Hà Lan lắc đầu và khóc. Tiếng nức nở của nó khiến lòng tôi quặn thắt. Nhưng tôi chẳng hiểu gì. Tôi hỏi gì, Hà Lan cũng chẳng nói. Tôi chỉ biết đứng nhìn nó sụp sùi và đoán mò. Chắc nó lại buồn thằng Dũng bỏ bê. Tôi về hỏi Dũng. Hà Lan bệnh, anh có biết không? Biết. Dũng đáp cọc lóc vẻ khó chịu. Tôi phớt lờ hỏi tiếp. Anh đến thăm Hà Lan chưa? Dũng nhăn mặt. Chuyện của tao, mày hỏi làm gì? Dũng lại dở cái giọng trịch thượng hôm nào. Tôi nổi khùng. Hỏi để biết. Dũng liếc tôi, mặt đanh lại. Mày chẳng cần biết ba cái chuyện đó. Nói xong nó quay lưng bỏ ra khỏi phòng. Nó không thèm nói chuyện với tôi. Nếu như trước đây tôi đã chặn nó lại và hỏi cho ra lẽ, nếu cần tôi sẵn sàng đánh nhau. Những cú đòn của nó khủng khiếp thật, nhưng chẳng thể khiến tôi lùi bước. Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ tôi mặc xác. Bây giờ tôi biết nó là loại người không thể nói chuyện. Tôi chẳng buồn gây sự với Dũng, nhưng nhìn nó vừa lừ lừ ra cửa vừa nhăn nhở hát. Thôi em đừng khóc nữa làm gì. Tôi lại chạnh lòng nghĩ tới Hà Lan và bụng bỗng tức sôi lên. Nếu có một hòn đá trên tay, tôi sẽ không ngần ngại ném vào lưng nó. Tôi sẽ ném thật mạnh. Trước sau Hà Lan vẫn câm như thóc. Thái độ của nó khiến tôi nghi ngờ. Biết không thể dò hỏi được nó, tôi khai thác bà cô. Thoạt đầu, cô Hà Lan định giấu. Sau biết tôi sắp về thăm làng, cô sợ tôi làm lộ chuyện, bèn kể thật tất cả. Tôi ngồi nghe, mắt mờ đi, mồ hôi chảy thành dòng. Kể xong cô dặn, về làng cháu đừng nói gì với ai nghe. Tôi gật đầu, cô lại nói, mẹ Hà Lan có hỏi, cháu nói là Hà Lan vẫn đi học bình thường nghe. Tôi băn khoăn, làm sao giấu mẹ Hà Lan được, trước sau gì bác ấy chẳng biết. Chuyện ấy để cô lo, cô sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ Hà Lan sau. Tôi chẳng thắc mắc nữa mà ngồi im. Nỗi buồn cao như núi, kéo về án ngữ trái tim tôi. Nỗi buồn như dòng nhạc Ngô Thụy Miên chảy ngập lòng tôi. Dù mai đây, ai đưa em đi đến cuối cuộc đời. Dù cho em đang tầm xé nát tim tôi. Dù có ước nghìn lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi tình ơi. Dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em. Có phải niệm khúc cuối đấy không? Mà sao Hà Lan xé nát tim tôi? Tôi vẫn yêu nó vô bờ. Mà sao dẫu trách nó một đời. Trước hôm về thăm làng, tôi vẫn đến tìm nó. Tôi ngồi bên cạnh Hà Lan suốt một buổi chiều, an ủi nó bằng sự thinh lặng dịu dàng và chia sẻ. Tôi mong sự cảm thông của tôi sẽ giúp nó đỡ phần nào trống vắng. Tôi muốn làm ngọn thu phong biết mấy, để thổi tan đi bóng mây u ám đang bắt đầu sẫm màu trong mắt biết kia. Dù sao, Hà Lan có biết không? Dù sao đi nữa, tôi buồn bã nói thầm và chỉ có buổi chiều nghe thấy. Hà Lan bảo Dũng sẽ cưới nó, Dũng hứa như vậy. Tôi chẳng biết nó có mong như vậy không, nhưng khi nghe tin đó lòng tôi nhẹ nhõm.
17 tuổi với đứa con trong bụng, Hà Lan dại dột quá chừng. Dù sao, nếu Dũng làm đám cưới, cuộc đời Hà Lan khỏi lâm vào cảnh dở dang. Tôi mừng cho nó. Dẫu rằng ngày vui của nó hẳn sẽ để buồn cho tôi. Buồn chết được. Tôi ngậm ngùi hỏi, chừng nào đám cưới? Hà Lan đáp, nó nhìn xuống đất. Anh Dũng bảo đợi thi tú tài xong. Hà Lan nói vậy, tôi biết vậy. Tôi không hỏi Dũng, sợ nó tự ái. Nó nổ khùng lên là hỏng chuyện. Trong thời gian đó, tôi cố tỏ ra dịu dàng với nó. Tôi làm như tôi không biết gì hết. Với ba mẹ Hà Lan lại khác. Hai người đã biết chuyện, tôi không thể giả ngây. Mỗi lần về làng ghé chơi, lòng tôi nơm nớp. Ba Hà Lan chẳng nói gì. Vẫn như dạo nào, đôi mắt đẹp của ông thường xuyên hướng lên bầu trời, dõi theo những tia nắng và những đám mây. Ông nghĩ ngợi về thời tiết và mùa màng. Ông chẳng hỏi thăm về Hà Lan một tiếng nào, nhưng tôi đọc thấy trong mắt ông một nỗi buồn thâm thẳm. Ông buồn như đá, khắc khổ và thinh lặng. Đâu phải tự nhiên ông là người duy nhất trong dòng họ dành trọn đời mình cho làng núi Đo Đo. Tôi liếc ông, lòng bỗng dưng xao xuyến khôn cùng. Cũng như chồng, mẹ Hà Lan ra vào lặng lẽ. Bát canh thiên lý tôi ăn đã chẳng còn ngon miệng. Chiếc mâm gỗ tròn nằm ngơ ngác giữa trưa im. Tôi ngồi xếp bằng trên phản, lóng ngóng, vụng về. Bất giác mẹ Hà Lan buộc miệng hỏi. Hà Lan ra thành phố, chẳng quen biết ai, cháu thân nhất, sao chẳng bảo nó? Câu hỏi nửa than nửa trách buồn hiu hắt. Chẳng biết trả lời sao, tôi ngồi im ngó ra cửa. Trưa dội nắng xuống giàn hoa thiên lý ánh lên màu lá biếc và rụng xuống mặt sân những giọt vàng lốm đốm. Tôi chạnh lòng. Tôi chẳng nhớ đến trưa nào tôi và Hà Lan ngồi chơi ô quan trước sân. Trên vai áo cũng nắng vàng vương vãi. Chẳng nghĩ dòng đời sẽ có khúc xong quanh. Trong khi tôi đang ngỡ ngơ với rộn ràng xưa cũ, mẹ Hà Lan chợt chép miệng nói, nhưng bác chỉ nói vậy thôi, cháu làm sao bảo nó được. Bác bảo nó còn chẳng nghe. Rồi bà hạ giọng thì thầm, như nói với chính mình. Nó chẳng giống ông ấy. Nó rời làng như cây bật rễ, biết bám vào đâu. Rồi nó sẽ khổ suốt đời. Câu nói như gió thoảng khiến tôi bất giác rùng mình. Và trong một thoáng, tôi bỗng nhớ đến bà tôi. Hồi còn sống, lần đầu tiên để ý đến Hà Lan, bà đã nói, đời nó sẽ khổ. Lúc đó tôi chẳng buồn quan tâm đến sự tiên cảm của bà. Bây giờ tôi mới hiểu, cũng như tôi hiểu vì sao bà mong tôi cưới Hà Lan làm vợ. Tôi cưới Hà Lan, đời nó sẽ tránh được bao nhiêu chông gai rắc rối. Cưới nó, tôi vừa là rể, lại vừa là rễ. Tôi làm sợi dây nối nó với đất đai nguồn cội. Dẫu cuộc đời có thổi dạt nó đi đâu, chẳng ai ngờ mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh. Sợi dây chưa kịp buộc vào đã đứt tung, như đạt tôi 6 sợi. Nỗi mong mỏi của bà vùi xuống đất sâu. Tôi vẫn lặng thinh ngồi nhìn ra sân nắng. Thấy tôi buông đũa ngừng ăn, mẹ Hà Lan cũng chẳng giục giã gì. Bà cũng nhìn ra sân, nhưng tôi chắc ánh mắt u hoài của bà chẳng trông thấy cỏ cây hoa lá ngoài kia. Nỗi buồn kín đáo và sức chịu đựng phi thường của bà khiến tôi xúc động và cảm phục vô cùng. Độ lượng, kiên nhẫn, dịu dàng, bà là người mẹ thương con và khổ vì con. Bà giống bà tôi, bề ngoài có vẻ chậm chạp, lẩm cẩm, nhưng tâm hồn lại cực kỳ sâu sắc và nhân ái. Chỉ tiếc là Hà Lan không hiểu bà. Nó đã tự đánh mất một chỗ dựa tinh thần vững chắc
Nó như chú chim non nóng lòng rời tổ, mãi mê bay theo muôn tía nghìn hồng, không biết cuộc đời lập kẻ dương cung. Mùa hè năm đó không phải là mùa hè của tôi. Mùa hè của tôi không bao giờ về nữa. Từ ngày Hà Lan nghỉ học, nó đã bỏ đi luôn. Nó ra đi, mang theo hy vọng, lấy hết ước mơ. Hành trang giả từ chỉ để lại cho tôi mấy trang sách luyện thi tú tài khô không khóc. Tôi vùi đầu vào tập, dặn lòng thôi mơ tưởng vẩn vơ, thôi nhớ về vơ vẩn. Tôi dặn tôi rớt là vua lính, cầm súng ra chiến trường không biết chết cho ai. Tôi đóng chặt cửa, ngồi nhà tụng bài như cầu nguyện. Cho đến ngày đi thi, tôi không dám bước ra sân. Tôi sợ trông thấy màu hoa phượng. Màu phượng đỏ sẽ đốt cháy lòng tôi tức khắc. Trái tim ra tro, tôi đâu thể học bài. Tôi cũng không dám đụng đến cây đàn, sợ xưa cũ vọng về không sao ngăn nổi. Lặng lẽ chiều nay, lặng lẽ mùa hè, sân trường vắng và lòng tôi cũng vắng. Muốn tặng em một chùm phượng thắm, tôi nhờ mùa hè để hộ tôi. Cành vượng vĩ tôi muốn tặng Hà Lan, mùa hè bao lần không bể được. Tôi còn ngước nhìn phượng đỏ làm chi? Thốt nhiên tôi nhớ tới TTKH, người yêu của bà đứng dưới bông hoa Tigon, vuốt tóc bà và nói: hoa giống như tim vỡ, hoa sợ tình ta cũng vỡ thôi. Làng tôi không có hoa Tigon, chỉ có hoa phượng. Hoa phượng cũng đỏ tươi, cũng giống như tim vỡ. Tình tôi đã vỡ rồi, tôi chẳng sợ. Tôi chỉ sợ tim tôi có mệnh hệ nào. Tôi sẽ đi theo bà tôi, đi theo chú Hoang. Tôi sẽ ngủ, ngủ hoài. Tôi sẽ nằm một mình dưới đất sâu, đêm đêm nghe côn trùng rã rít. Nghĩ vậy tôi hãi quá ở luôn trong nhà. Tôi chỉ rời nhà vào ban đêm. Ban đêm chẳng thấy màu phượng đỏ, lòng tôi đỡ sống sang. Tôi đi tắm dưới giếng cây dưới chỉ có trăng treo. Tôi đậu tú tài năm đó hạng bình, thuộc loại khá. Dũng rớt, chờ đi quân trường. Nó trốn quân dịch đã ba lần, lần này khó thoát. Dũng đi, tôi cũng đi. Tôi định vào Quy Nhơn học sư phạm, mai mốt về làng dạy học. Ba tôi muốn tôi học tiếp lớp 12, sang năm thi vào đại học. Nhưng tôi tìm mọi cách thoái thác. Mẹ tôi chẳng có ý kiến gì rõ rệt. Nghe tôi định trở về làng, ở cạnh mẹ, mẹ thích lắm. Trước ngày lên đường, tôi ghé Hà Lan. Nó có mang đã gần 5 tháng. Suốt ngày mặc áo bầu rộng thùng thình. Nghe tôi sắp đi xa, nó buồn thiêu. Nó nói: Ngạn đi rồi, Hà Lan không biết trò chuyện với ai. Vừa nói Hà Lan vừa nhìn tôi. Ánh mắt thăm thẳm của nó gợi nhớ biết bao điều, kỷ niệm chợt về vây bọc. Tôi xao xuyến khôn tả, vội nhìn ra sân khẽ nói: Tôi ở xa, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến Hà Lan. Khi nào cần, Hà Lan cứ viết thư cho tôi. Hà Lan chẳng nói gì, nó lặng lẽ gật đầu. Tôi cũng ngồi im và cảm thấy không khí đột nhiên nặng nề. Tôi cố nói một câu gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra, cứ lúng túng một cách khổ sở. Xét cho cùng, tôi với Hà Lan chẳng ra bạn bè, chẳng phải anh em, cũng chẳng phải tình thân. Tôi từ giã nó như từ giã một mối tình đổ vỡ, từ giã một lần để mãi mãi chia tay. Sắp có chồng, sắp có con, Hà Lan trong trái tim tôi vẫn muôn đời là giấc mơ tuổi nhỏ. Nó chỉ là bóng hình trong cổ tích của bà xưa. Trước lúc ra về, tôi nhìn Hà Lan băn khoăn hỏi: Còn chuyện đám cưới, Dũng tính sao? Hà Lan chớp mắt, giọng bối rối: Ảnh bảo đợi học xong 9 tháng quân trường. Tôi giật mình nhủ bụng:
Như vậy đám cưới được tổ chức khi đứa bé đã được 5-6 tháng tuổi. Thật bất tiện. Sao Dũng không làm đám cưới ngay bây giờ? Bữa đó tôi về, lòng không vui. Tôi tới Quy Nhơn như tới một thế giới mới. Con trai núi về thành phố biển. Chuyến hành hương tuyệt vời của con cháu Âu Cơ về xứ sở Lạc Long Quân gió cát đã giúp tôi nguôi nỗi đau vượng vĩ những ngày xa cách. Lòng tôi trầm lại và tôi thương Hà Lan nhiều hơn. Số phận nó rốt lại chẳng sung sướng gì. Lúc nào cũng lo âu, lúc nào cũng phiền muộn. Nó như tổ chim chào mào trên lũy tre sau hè nhà nó trong những ngày bão lớn. Luôn phập phồng sợ gió cuốn bay đi. Bây giờ tôi chỉ mong Hà Lan tìm thấy hạnh phúc trong đám cưới trễ tràng. Tôi cũng mong 2 năm sư phạm chóng qua, để tôi sớm trở về làng rừng sim hoa tím của tôi xưa. Quy Nhơn trở thành những ngày tháng đợi mong. Lá thư đầu tiên Hà Lan gửi cho tôi là lá thư báo tin vui. Lá thư khá vắn tắt. Nó cho biết nó vừa sinh con gái đặt tên là Trà Long. Thế thôi, ngoài ra chẳng nói thêm chuyện gì khác. Tôi viết thư về thăm hỏi sức khỏe 2 mẹ con. Hà Lan cũng chỉ trả lời qua quýt: mẹ khỏe, con khỏe. Nhưng đối với tôi vậy là vui rồi. Từ nay Hà Lan sẽ không còn cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà mênh mông của bà cô giàu có. Nó sẽ không còn thấy lẻ loi, trống vắng trong những ngày dằn dặt đợi Dũng về. Trà Long, cháu làm ngọn lửa sưởi ấm lòng mẹ cháu, có phải thế không? Trong những lá thư tiếp theo, tôi cũng chỉ thăm hỏi 2 mẹ con. Tôi không đá động gì đến Dũng, mặc dù tôi rất muốn biết thái độ của Dũng trước tin Trà Long ra đời, cũng như dự định của nó về đám cưới ra sao. Hà Lan cũng không nhắc đến Dũng một lời. Nó cố ý phớt lờ, giống như tôi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, giấc ngủ tôi đêm đêm thơm nồng vị biển. Trong giấc mơ, tôi thấy Hà Lan dắt bé Trà Long vào Quy Nhơn thăm tôi. 2 mẹ con chạy nhảy trên gành đá nhấp nhô, đùa giỡn cùng sóng nước. Cũng như trong những lá thư của tôi, trong giấc mơ tôi không có Dũng, nó biến đâu mất. Nhưng đó là giấc mơ. Trong thực tế, kết thúc thời gian huấn luyện tại quân trường, Dũng trở về. Dũng về làm đám cưới. Hà Lan báo tin cho tôi trong một lá thư đầy nước mắt. Không phải cưới Hà Lan, mà là cưới Bích Hoàng, cô gái Dũng đã từng biểu môi nhận xét. Chỉ được cái mẻ ngoài, chán bỏ sừ. Hà Lan chỉ báo tin như vậy, không bình luận gì thêm. Nhưng tôi biết trái tim nó đang tan ra từng mảnh. Tôi đọc đi đọc lại lá thư hàng chục lần, vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy. Tôi như kẻ mộng du trôi bồng bềnh giữa vùng khói sương hư thực. Lòng trải qua muôn ngàn cảm giác khác nhau: bàng hoàng, sửng sốt, phẫn nộ, điên cuồng và cuối cùng là nỗi mệt mỏi bao trùm. Tôi xé vụn lá thư, vò tròn ném qua cửa sổ, rồi ế oải đứng lên đi về phía biển. Tôi ôm theo cây đàn như ôm người bạn nhỏ. Bây giờ chỉ có mày chia sẻ cùng tao. Ngồi trên ghềnh đá, sóng bủ mịt mù, tay tôi lướt trên phím đàn. Và tôi nghe tiếng lòng tôi vọng về cố quận. Từ thời xa xưa xa xưa nào, em tôi đã yêu ai? Đã vô cùng hạnh phúc và vô cùng khổ đau. Để rồi trong buổi chiều ảm đạm nào, em tôi đã nhìn thấy tình yêu như vết chém, rời bỏ khoảng trời xanh mơ mộng. Trái tim em tôi đã trở về, nằm ốm trong lòng ngực, tiếng thở dài như mũi tên rung. Ở phương trời xa, Hà Lan mấy tiếng thở dài, sao trái tim tôi bồi hồi đến vậy? Tôi nhớ em và tôi lại thương em. Ngày mai tôi sẽ vội vã đón xe về. Lúc này em cần có tôi bên cạnh, nương tựa, sẻ chia. Sức em có là bao, tôi không nỡ để mình em gánh nặng. Không có bờ vai tôi, em lấy đâu chỗ gục đầu để khóc vùi như mưa bất. Dẫu em có khóc người tình, nước mắt em cháy nám trái tim tôi, cường toan không sánh nổi.
Tôi thẫn thờ ngồi trên bãi biển suốt cả buổi chiều cho đến lúc thủy triều lên. Biển Quy Nhơn những ngày này sấm động. Biển có biết gì không?